chương 2160, lôi kích mộc xuất hiện hạ. Có phản ứng, bốn người đều mừng rỡ, vội vàng tiếp tục, chú tâm vào. Vèo, một đạo hàn quang từ sau lưng của bọn họ đột nhiên lao tới, bắn về phía bốn người. lang hàn hừ một tiếng, đứng lên, chính là một quyền đánh ra. ầm ừ, đạo hàn quang này nhất thời vỡ nát, nhưng mạch văn trên liệt diễm lôi kích mộc đã dừng phát sáng. Hơn nữa thân cây run rẩy mặt đất cũng đang run rẩy Hình như nó sắp đột một từ mặt đất dâng lên, bay lên trời lăng hàn giận tím mặt nhìn lại về phía sau lưng chỉ thấy có sáu người đang đứng ở nơi đó thư nhã dung và đám thiên kiêu của quảng long thiên thật đúng là âm hồn không tiêu tan hơn nữa còn khiến cho cố gắng của đám người lăng hàn thất bại trong gang tấc còn thiếu chút nữa khiến cho liệt diễm lôi kích mục trực tiếp bỏ chạy lăng hàn không phản đối cạnh tranh nhưng cạnh tranh như vậy khiến cho hắn vô cùng phản cảm trước đó hắn lửa giận bạo phát giết chết mã lộ cương hiện tại những người này lại trực tiếp đạp lên danh giới cuối cùng của hắn đâm đầu vào chỗ chết các ngươi nếu dám ra tay làm phiền vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tinh thần nhận lửa giận của ta ầm um, phía sau lưng lăng hàn hóa ra một đôi cánh hỏa diễm cánh rung lên hắn đã xông tới trước mặt sáu người thư nhã dung tiên ma kiếm được rút ra diệt thiên cửu kiếm triển khai xoạt kiếm quang giống như bốc cháy thư nhã dung hừ một tiếng vung trưởng đón nhận những người khác cũng đều ra tay có thư nhã dung ở phía trước kìm chế lăng hàn bọn họ có thể yên tâm lớn mật ra tay phải vậy không lăng hàn cười lạnh một tiếng hỏa diễm tiên thai phát động một cột sáng từ trên trời đánh xuống hắn chìm vào trong đó uy lực tràn ngập phát ra không tốt mau lui lại thư nhã dung liền vội vàng kêu lên rút lui trước trốn được không lăng hàn cười lạnh lực tiên thai hoàn toàn bạo phát ầm lấy hắn làm trung tâm một vòng sóng lửa dâng cao ra giống như một con hỏa long đang gầm thét trong nháy mắt đã đuổi kịp sáu người thư nhã dung đây là một đòn mạnh nhất tiên thai cho dù lăng hàn ở trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần nhưng uy lực lại vô cùng cường đại sóng lửa dần dần trở lại bình thường lại hiện ra bóng dáng của lăng hàn hắn đứng chắp tay ở trước mặt hắn chỉ có một người còn có thể đứng thẳng đương nhiên là thư nhã dung chỉ có điều nàng cũng vô cùng chật vật trang phục trên người nàng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa lộ ra làn da trắng như tuyết mông thắt lưng ngực đều có chỗ lộ có cảnh xuân. Nhưng trên làn da nàng lại có từng đạo phù văn hiện lên lưu truyền, giống như trang phục che kín thân thể. Nàng thở phì phò, mái tóc cũng bị đốt rụi hơn phân nửa, dáng vẻ duyên dáng sang trọng đã hoàn toàn biến mất, có vẻ rối loạn không chịu nổi. Năm người khác đã bị toàn diệt, thư nhã dung ngửa mặt lên trời hét dài, trên gương mặt nàng đầy vẻ giận dữ. Quảng Long Thiên vốn có nhân tài đông đúc, nhưng trước đó bị kỷ vô danh nuốt sống một phần, hiện tại lại bị Lăng Hàn giết chết, gần như toàn diệt. Điều này khiến cho nàng vô cùng phẫn nộ. Đây là quảng long thiên bị tổn thương nguyên khí, không biết phải bao nhiêu năm có khả năng khôi phục lại. Tiểu bối vô chi, lại không để ý đại cục như này. Thư nhã dung lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Theo nàng, tất cả đều phải lấy việc chống lại chiều hắc ám làm trọng. Cho nên những kẻ đứng đầu thiên tài một người cũng không thể chết. Tốt nhất là mỗi người đều có thể lớn lên, trở thành tiên vương cửu trọng. Lăng Hàn tàn sát mấy thiên kiêu, coi như là ở đang tàn sát tương lai của tiên vực khiến cho nàng không thể ức chế được sát tâm lăng hàn lộ ra biểu tình thản nhiên nói các ngươi có thể chọc ta cũng không cho phép ta phản kích sao làm người không thể vượt quá hai tầng tiêu chuẩn muốn chiến vậy thì tới đi thư nhã rung gào to một tiếng xông qua nàng lấy ra một chiếc gương đồng cổ quay sang chiếu về phía lăng hàn một cái nhất thời có một bóng người từ trong gương đi ra không ngờ người này có bộ dạng giống hệt với lăng hàn thậm chí trên phương diện khí tức cũng không có chút khác biệt nào giết bóng người này nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía lăng hàn ầm um, Lang hàn cùng người này đánh một quyền phát nổ nhất thời cả hai đều lui về phía sau hơn nữa lại có thể đều lui lại 17 bước cân sức ngang tài chẳng phân biệt được trên dưới Lang hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người này hình dáng giống hắn như đúc lại có thể có thực lực cũng giống nhau như đúc Chuyển thế tiên vương quả nhiên có thủ đoạn riêng thư nhã rung hét dài một tiếng xông về phía lăng hàn bóng người kia cũng vậy bóng người cùng nàng liên thủ công kích lăng hàn trong nháy mắt lăng hàn bị hai đại cường giả hợp công tình thế lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ ta cũng không tin chỉ là một món bảo khí lại có thể hoàn toàn mô phỏng thực lực của ta ra được lăng hàn lấy ra tiên ma kiếm hắn ngược lại muốn xem bóng người này có thể hay không cũng lấy ra một thanh tới quả nhiên bóng người này cũng không có kiếm nhưng động tác của hắn lại tương đương với lăng hàn hắn lấy ngón tay thay kiếm, vung lên chém về phía Lăng Hàn. Âm, um, âm, um, âm, um, Lăng Hàn cùng hai đại cường giả chiến đấu, Thư Nhã Dung thì không cần nói, nàng chính là đệ nhị cường giả trong thế hệ trẻ của Quảng Long Thiên. Tiền thân còn là một vị tiên vương thất trọng thiên, thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Bóng người kia lại có chiến lực tương đương với Lăng Hàn, giống như thiên địa đem phục chế hắn đi ra. Chỉ là sử dụng chiêu thức có chút khác nhau, hai người này liên thủ, uy lực cực lớn, nếu như đổi lại là nghiêm tiên lộ, chắc hẳn vừa ra tay sẽ bị đánh nổ nhưng thể phách của lăng hàn thật sự quá cường đại cho dù lực công kích của hai người này đều đạt tới âm hồn đỉnh phong mơ hồ có vài phần uy lực của địa hồn nhưng đánh vào trên người lăng hàn lại chỉ khiến cho hắn thoáng thấy chút máu ngay cả một cái xương cũng không có gãy đây là tổn thương như thế nào tới chiến tới chiến tới chiến lăng hàn cười ha ha quá hào hùng cho dù lấy một địch hai hắn cũng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào hắn lo lắng quá đủ hắn triển khai diệt thiên cửu kiếm, nếu như ngay cả kiếm chiêu như vậy bóng người này cũng có thể mô phỏng ra, vậy thực sự kinh người. Điều này nói rõ Thư Nhã Dung hoàn toàn có thể thông qua bóng người này thu được tiên pháp diệt thiên cửu kiếm. Tuy rằng bóng người kia vung kiếm chém nhanh ra, nhưng căn bản không phải là diệt thiên cửu kiếm. Chỉ có điều uy lực cũng không thể khinh thường. chương 2161, rút đi, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, quả nhiên, đây chỉ là một món bảo khí mà thôi. Tuy rằng không tầm thường, lại chỉ có thể bắt chước được hình dáng của hắn không có khả năng mô phỏng ra thần thông hắn dẫn dắt động lực của hắc tháp ầm um, quy tắc giết chóc phát động phối hợp diệt thiên cửu kiếm điên cuồng chém về phía thư nhã dung dẫn động hắc tháp uy lực của một kiếm này tất nhiên cường đại đến mức không có cách nào hình dung hiện tại lực mạnh nhất của hắc tháp chính là thời gian dừng lại nếu như có thể phát sinh tác dụng đối với cả tiên vương vậy hiện tại lăng hàn có thể tàn sát tiên vương dĩ nhiên cái này cũng phát sinh tác dụng nhưng thời gian có khả năng ngắn đến mức ngay cả thang nguyên cảnh cũng không cảm thấy được thoáng cái đã trôi qua nhưng tiếp theo hai đại quy tắc không gian giết chóc cũng cường đại không gì sánh được mấu chốt là quy tắc giết chóc cùng diệt thiên cửu kiếm chính là đồng nguyên bởi vậy uy lực của một kiếm này liền được tăng cường vô hạn xoạt một sóng kiếm lướt qua giống như có thể hủy thiên diệt địa thư nhã dung không khỏi biến sắc uy lực của một kiếm này khiến cho nàng cũng cảm nhận được tim đập nhanh nàng triển khai toàn lực va chạm cùng lăng hàn âm um, âm um, âm um, hai đại đế giả đỉnh cấp triển khai va chạm kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp trong lòng lăng hàn đã vô cùng chắc chắn nếu như còn đánh như vậy nữa cuối cùng người giành chiến thắng nhất định là hắn bởi vì khí lực của hắn quá mạnh mẽ một trận chiến cũng đã đứng ở thế bất bại thư nhã dung cũng điều tra được ở trong trận chiến đấu kịch liệt như vậy nàng không ngừng bị thương nhưng lăng hàn tuy rằng cũng bị nàng đánh trúng bị bóng người biến ảo ra đánh trúng nhưng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào hắn chỉ nhận chút tổn thương ngoài ra căn bản không có vấn đề gì tuy rằng khoảng cách này còn cách thời điểm khiến cho nàng mất đi chiến lực vẫn rất xa xôi nhưng trong lòng nàng biết rất rõ tiếp tục như vậy nàng nhất định sẽ hỏng bét khả năng là nửa năm sau có thể là năm sáu năm sau nàng cắn răng đột nhiên xoay người rời đi không đánh nữa chẳng có chút ý nghĩa nào nàng muốn đợi tới khi bước vào phân hồn sau đó sẽ giết chết lăng hàn đối với điểm ấy trong lòng nàng tràn ngập niềm tin bởi vì kiếp trước của nàng chính là tiên vương vừa vào phân hồn nàng có thể nắm giữ chiến lược kinh người cũng không một kẻ nào mới tiến vào phân hồn có thể sánh bằng để người này sống lâu thêm mấy ngày nàng quyết đoán vô cùng nói đi là đi hoàn toàn không dây dưa không cần liệt diễm lôi kích mộc sao đương nhiên nàng muốn nhưng không cần phải ở chỗ này gốc cây tổ thụ này lớn vô cùng ở chỗ nào không thể nhận được lúc trước bọn họ đi tới hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ có điều cũng cắt ngang mấy người Lăng Hàn, bằng không gốc cây tổ thụ này thật sự có thể bị bọn họ thu được. Lăng Hàn đuổi theo vài bước sau đó liền ngừng lại, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối là vô địch trong cùng giai. Nhưng nói đến chiến lực lại chưa chắc, nhất là tốc độ, đối phương tiếp trước chính là tiên vương, nắm giữ tiên pháp nhiều tới mức dọa người. Chí ít ở trên phương diện chạy trốn mạnh phi thường, suy nghĩ một chút cũng bình thường, tiên vương thành đạo không dễ dàng gì, điều quan trọng nhất nhất định là bảo vệ mình lại một lần nữa khổ công trên thân pháp là chuyện có thể hiểu được nào chúng ta tiếp tục lang hàn cười nói trong ánh mắt của nhu yêu nữ đều là vẻ ngưỡng mộ nam nhân này thực sự quá bất phàm ban đầu chỉ có thể xưng hùng ở trong vương giả nhưng rất nhanh hắn đã trở thành vô địch ở hoàng giả ngay cả nghiêm tiên lộ người được công nhận đứng đầu trong thế hệ trẻ của thái an thiên cũng cô bằng hắn hiện tại hắn lại càng thêm lợi hại Đệ nhị thiên kiêu của Quảng Long Thiên đối mặt với Lăng Hàn cũng chỉ có thể thất bại bỏ chạy. Nam nhân như vậy, hơn nữa còn đối xử tốt với nàng, cho nàng thần vật thiên đạo ngọc có thứ hạng cực cao, khiến nàng cứng rắn từ vương giả tăng lên tới cấp bậc hoàng giả. Còn có người nào có thể lấy ra được một khoản lớn như vậy hay không? Đại yêu tinh, không cần có ý tưởng quá phận, Lăng Hàn là của nữ, hổ nữ nghiến răng nghiến lợi, tại sao những nữ nhân này cứ không biết xấu hổ như vậy? Nàng mới rời khỏi mấy năm ngắn ngủi mà thôi, lại có kẻ nhân cơ hội, dinh vào trên người Lăng Hàn. Đáng giận, thật sự đáng giận. Tiếp tục, Lăng Hàn nói, hắn đoán được Thư Nhã Dung tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ đổi chỗ khác thử thu liệt diễm lôi kích mộc. Đối phương, rất có khả năng thành công, bởi vì đối phương chính là tiên vương chuyển thế, cũng không kém gì liệt diễm lôi kích mộc, thậm chí cao hơn ra một đoạn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác. Phải mau chóng thu liệt diễm lôi kích mộc đi bảo vật này một ngày nào còn chưa vào túi của mình vậy một khắc không thể thả lỏng được bốn người lại ngồi xuống khoanh chân vận chuyển công pháp của bản thân hoàn toàn phóng ra năng lực huyết mạch của mình nỗ lực thu hút liệt diễm lôi kích mộc một ngày lại một ngày nhưng lần này liệt diễm lôi kích mộc lại không có chút phản ứng nào hình như sau khi bị chiêu chọc một lần khẩu vị cũng bị treo cao không phải hai ba cái là có thể mắc câu bốn người lăng hàn cũng không tức không vội nếu đã có một lần kinh nghiệm gần thành công vậy dĩ nhiên không có khả năng sau đó lại buông tha. Mười ngày, một tháng, ba tháng, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm sắp tới một trăm ngày, trên thân cây liệt diễm lôi kích mộc cuối cùng một lần nữa xuất hiện từng mạch văn. Là ai dẫn động, trên người bốn người lăng hàn đều có tiên quang lượn lờ. Bọn họ đều là tiên thai, nhưng thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Ở dưới toàn lực kích phát ra, bọn họ đều triệt để phóng ra lực tiên thai, để thu hút đạo thiên địa bản nguyên này có thể làm cho thiên địa bản nguyên công nhận vậy dù sao cũng phải là cấp bậc tiên vương tiên thai chính là huyết mạch tiên vương phản tổ chỉ có lang hàn là khác tuy rằng hắn cũng dẫn động lực tiên thai nhưng đòn sát thủ thật sự lại là bất diệt thiên kinh đây là công pháp cấp bậc thiên tôn vượt lên trên tiên vương mạch văn trên thân cây liệt diễm lôi kích một càng lúc càng sáng còn có từng đạo tiên quang quấn quanh khiến cho cả gốc cây trở nên mỹ lệ vô cùng ở trong xương mù dày đặc hiển hóa ra rốt cuộc là ai dẫn động tổ thụ Ông, liệt diếm lôi kích mộc run rẩy đột nhiên thân cây bắt đầu co lại chương 2162, thu tổ thụ tốc độ này ngay từ đầu rất chậm nhưng chỉ sau một hồi tốc độ lại trở nên nhanh chóng gần như dùng mắt thường có thể thấy thấy được gốc cây tổ thụ cực lớn này thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ lại từ một gốc cây mới bắt đầu dõi mắt nhìn về phía xa cũng không thể nhìn thấy cả thân cây đến hiện tại nó đã hiện ra rõ ràng ở trước mắt, rồi đến biến thành một gốc cây lửa nhỏ. Gỗ hóa thành ngọn lửa, điều này đại biểu cho cái gì? Tổ thụ đã đưa ra quyết định, môn nhận người kia là chủ. Là ai? Vèo, liệt diễm lôi kích mộc đột nhiên từ mặt đất nhô lên, chỉ cao khoảng ba tấc, lại là vô cùng trong suốt. Mỗi cái lá cây đều chịu lực lửa cháy mạnh và lôi điện, cảnh tượng kinh người. Điều khiến cho trên mặt bốn người lăng hàn biến sắc chính là, liệt diễm lôi kích mộc đúng là đang chậm rãi bay về phía xa bọn họ. Thư Nhã Dung sao, nữ nhân này quả nhiên không thể coi thường, cho nàng cơ hội xuất thủ, nàng lại có thể dẫn động tổ thủ thiên địa. Chỉ có điều, Liệt Diễm Lôi Kích Mộc hiển nhiên vẫn đang do dự. Bằng không nó đã trực tiếp phá không bay về phía Thư Nhã Dung, mà không phải ở chỗ này do do dự dự. Vẫn có hy vọng, thậm chí, đây mới thật sự là cuộc chiến tranh đoạt. Bốn người lang hàn đều tiếp tục dẫn động Liệt Diễm Lôi Kích Mộc. Dù thế nào bọn họ cũng muốn lừa gạt nó trở về. Quả nhiên bọn họ tích cực kích phát liệt diễm lôi kích mộc rất nhanh liền dừng lại sau đó bay về phía đám người lăng hàn đến đây đi đến đây đi nhưng tiệc vui chóng tàn chỉ một hồi liệt diễm lôi kích mộc liền dừng lại sau đó lảo đảo bay ngược lại về phía trái thư nhã dung hiển nhiên cũng phát hiện ra có điểm không thích hợp lại tăng lên mức độ câu dẫn lên không hổ danh đã từng là tiên vương lấy sức một mình liền có thể đối đầu với bốn người bọn họ lăng hàn phóng ra tâm linh ầm um, ý cảnh của bất diệt thiên kinh hoàn toàn mở ra hóa thành một biển lớn bao vây xung quanh liệt diễm lôi kích mộc lại liệt diễm lôi kích mộc run rẩy mạnh sau đó vèo một cái bay về phía lăng hàn thời điểm đi tới trước người hắn gốc cây tổ thụ này hóa thành một đạo lưu tinh tiến vào trong nghi tâm của lăng hàn sau đó ở trên thiên linh cái của hắn hiển hóa ra ký hiệu một gốc cây lửa nhưng ngay lập tức ký hiệu lại biến mất cuộc tranh đoạt đến lúc này cuối cùng đã tuyên bố kết thúc lăng hàn là người giành phần thắng sau cùng không có cách nào, bất diệt thiên kinh quá cường đại, đây chính là công pháp cấp bậc thiên tôn, xét về chất mà nói, thiên hạ hiếm thấy được địch thủ. Nếu không phải Thư Nhã Dung đã từng là tiên vương, thủ đoạn vô số, còn có các loại dấu vết tiên vương, bằng không căn bản không có khả năng rằng co cùng lăng hàn. Ngay cả cơ hội nhúng tay vào cũng không có, phía xa truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ tràn ngập phẫn uất. Đó là Thư Nhã Dung, nàng vốn tưởng rằng có thể nhận được liệt diễm lôi kích mộc, lại bị thất bại trong gang tắc nàng quả thật có lý do không cam lòng bởi vì chỉ cần không có lăng hàn tồn tại nàng thu gốc cây tổ thụ này hoàn toàn không có vấn đề gì ở trong đan điền lăng hàn xuất hiện đạo thiên địa bản nguyên thứ ba cũng khiến cho chúng mạnh mẽ tranh bá bản tính đứng ngoài cục diện xem trò vui của bản nguyên hệ lôi đã biến hóa thiên địa tổ thụ đương nhiên không kém gì huyền âm mẫu thủy cửu thiên hỏa đương nhiên là muốn chiếm một chỗ nhưng hai đại bản nguyên làm sao có thể cam tâm dễ dàng nhường ra vị trí vậy dĩ nhiên sẽ tránh không được một phen tranh đoạt. Ba đạo lực bản nguyên tranh kịch liệt, cuối cùng, ba phần thiên hạ, mỗi bên chiếm một. Bản nguyên lôi ở trong kẽ hở tìm được một tia cảm giác tồn tại, chiếm cứ thế giới đan điền chưa đủ 3-4% địa bàn. Tình cảnh không tránh khỏi thê thảm, như vậy còn chưa phải là thảm nhất. Càng ngày Lăng Hàn đang nắm giữ sâu hơn các phương diện quy tắc giết chóc, thời gian, không gian. Chúng sau đó dần dần hình thành lực bản nguyên, không gian bản nguyên lôi chiếm cứ còn có thể bị ép lại thêm một bước. Lăng Hàn đưa tay trái ra, trong tâm niệm thoáng động, trên trán hắn lập tức hiện ra ký hiệu cái cây kia. Sau đó một lực lượng thần dị trào lên, trên tay của hắn quấn từng ánh sáng màu xanh lục, sức sống vô cùng lan tràn. Đây là liệt diễm lôi kích mộc hóa thành lực bản nguyên, giao cho hắn lực hồi phục cường đại. Đừng thấy gốc cây này tổ thụ bao giờ cũng bị xét đánh, bị lửa thiêu. Nhưng cho dù là như vậy, nó vẫn có thể không chết. Lực sinh mạng lại tràn đầy tới mức nào, nó không chỉ có thể trị khỏi thương thế cho mình, mà còn có thể sử dụng ở trên người người khác lang hàn còn có hiểu ra được một điều đây không phải là tác dụng một mình còn có thể tham khảo cùng bất diệt thiên kinh nâng cao năng lực tự lành vết thương của hắn thêm một bước bất diệt thiên kinh cũng tham khảo các loại công pháp thiên thú lại dung hợp với lĩnh ngộ mộ của một vị thiên tôn cuối cùng chế tạo ra bởi vậy thiên địa bản nguyên đương nhiên cũng có thể nâng cao uy lực của nó bộ thiên kinh này có khuynh hướng phòng ngự và khôi phục bởi vậy bây giờ được bản nguyên mộc liền có thể tạo được hiệu quả ngoài dự đoán. Nếu như sau này Lăng Hàn lại nhận được bản nguyên thổ, như vậy tất nhiên cũng có thể nâng cao lực phòng ngự của hắn. Lăng Hàn, người thật là lợi hại, mới ngũ trảm liền nắm giữ ba đạo thiên địa bản nguyên. Hổ nữ hưng phấn nói, hoàn toàn không cảm thấy mất mát khi mình không có thể nhận được thiên địa bản nguyên. Ở bên cạnh, nữ hoàng cũng nở nụ cười dịu dàng, chỉ có ý mừng thay cho Lăng Hàn. Đổi lại thành nữ hoàng hoặc là hổ nữ nhận được đạo thiên địa bản nguyên này, như vậy Lăng Hàn cũng sẽ cảm thấy cao hứng thay các nàng, hoàn toàn không có đố kỵ. Đây là người một nhà, dĩ nhiên, nữ hoàng và hổ nữ có thể thay đối phương cảm thấy cao hứng hay không chính là một chuyện khác. Chắc hẳn quá sức, tuy rằng nhu yêu nữ cảm thấy có chút đáng tiếc, lại thần kỳ phát hiện ra, mình rốt cuộc không có bao nhiêu lòng ganh tị. Khiến cho trái tim thiếu nữ của nàng thầm thở dài, sợ là nàng đã thật sự thích oan ra này, nếu không, nàng thế nào cũng sẽ đỏ mắt, cuối cùng có thể đi về. Ý niệm này chợt dâng lên, bọn họ lại trở nên vô cùng được khát vọng, bắt đầu chạy về phía bên ngoài sơn cốc. Tuy rằng bọn họ tốn hết 80 năm sau đó mới đi đến nơi đây, nhưng phần lớn thời gian bọn họ đều sử dụng để lĩnh ngộ đại đạo chân giải và Diệt Thiên Cửu kiếm. Bởi vậy rời đi, chỉ cần thời gian ngắn, chỉ hơn 3 tháng, bọn họ đã đi đến được chỗ lối vào sơn cốc. Chương 2163, tiêu chuẩn đan đạo tiến nhanh. Lần này chết nhiều thiên kiêu như vậy, tin tức truyền ra sợ rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Lăng Hàn có chút cảm khái nói, trước đó bị kỷ vô danh diệt một đám lớn, sau đó lại sẽ bị Lăng Hàn giết chết 6 người. Hiện tại đế giả của Quảng Long Thiên chắc hẳn là chỉ có 5-6 người. So với Thái An Thiên cũng không mạnh mẽ hơn là mấy. Hơn nữa, còn phải suy nghĩ đến trong số đế giả của Quảng Long Thiên còn có mấy người là tiên vương chuyển thế. Thiên Kiêu thật sự dựa vào chính mình đạt được cấp bậc đế giả thật ra rất ít ỏi. Đây là một đả kích khổng lồ quảng long thiên không biết phải mất bao nhiêu năm mới có khả năng khôi phục lại được chỗ lối vào sơn cốc cũng không có tiên vương trấn thủ lần này hành trình tiến vào bí cảnh có liên lụy rất rộng ngay cả tiên vương bát trọng cũng có vài vị hậu nhân tiến vào nơi đây ví dụ như nghiêm tiên lộ v v bởi vậy ngược lại thật ra không có một tiên vương nào từng tới nơi này hình như bọn họ nhận định truyền nhân của mình có đầy đủ thủ đoạn hộ thân trên thực tế cũng vậy mỗi đế giả hoàng giả đều có bí thuật bảo toàn tính mạng do tiên vương ban cho đáng tiếc bọn họ gặp phải tên biến thái kỷ vô danh này thủ đoạn như vậy căn bản không dùng được đã trực tiếp bị giết chết đây cũng là rèn luyện của các tiên vương đối với truyền nhân nói như vậy cho dù không địch lại đối thủ vẫn phải nể tình tiên vương ở phía sau mỗi người cũng cực ít người sẽ hạ tử thủ ngoại trừ kỷ vô danh cho nên lần này bất kể quảng long thiên hay thái an thiên đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng chỉ là tình hình Quảng Long Thiên gặp tai hỏa càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Bốn người lăng hàn ra khỏi sơn cốc, lắc đầu, kiên định lên đường về nhà. Bọn họ đương nhiên là đi tới Đan Đạo Thành, lần đi Đan Đạo Thành này đã tốn thời gian rất lâu. Bọn họ cũng không thèm để ý cần phải tốn bao lâu thời gian, một đường đi một chút dừng một chút. Bọn họ thường xuyên tiến vào bên trong Hắc Tháp Bế Quan, ở dưới cây luân hồi tìm hiểu. Hiệu quả tất nhiên là tăng lên, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Thời điểm khi bọn họ trở lại đan đạo thành, đã 10 năm trôi qua. Bốn người Lăng Hàn đều có tiến bộ rất lớn. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nữ đều tu luyện cảnh giới ngũ trảm này đến trình độ hoàn mỹ. Ở trên phương diện quy tắc siết chóc, bọn họ cũng có tiến bộ kinh người. Chỉ ít bọn họ đã hoàn toàn hấp thu được đại đạo chân giải ngày đó. Mỗi giờ mỗi khắc nó đều đang tăng thực lực của bọn họ lên. Về phần diệt thiên cửu kiếm lại thật sự nắm giữ. Bọn họ ở trên phương diện quy tắc siết chóc đã nắm giữ càng cao hơn, uy lực của kiếm pháp lại này càng mạnh mẽ, không bị giới hạn. Hoặc nói, giới hạn chính là cấp bậc tiên vương, hơn nữa còn là độ cao như tiên vương bát trọng, cửu trọng vậy. Nhu yêu nữ kém lực hơn một chút, nhưng tứ trảm đỉnh phong hoàng giả đỉnh cấp, chỉ cần vừa đột phá phân hồn, so sánh cùng với những đế giả như Lăng Hàn vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng khoảng cách này đã rút ngắn xuống vô số lần, chí ít không còn là bị hoàn toàn nghiền ép. Dù thế nào cũng có thể đỡ được mấy chiêu, thiên phượng thần nữ lại vẫn dậm chân tại chỗ, Thật may tuổi thọ của sáng thế cảnh cũng đủ dài, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sẽ phải chết. Bọn họ lúc đi vô cùng lặng lẽ, lúc này tới cũng vô cùng lặng lẽ, năm người im ắng tiến vào Đan Đạo Thành. Gần như không có người nào biết, thật giống như từ trước tới nay bọn họ chưa từng rời đi. Lăng Hàn đi trước Thỉnh Anh Tử Thành Đại sư, nói sơ qua một lượt về tình hình xuất hành lần này. Sau đó hắn lại khiến cho Tử Thành Đại sư cả kinh nói không ra lời. Trời ạ, à, tên đồ đệ này cũng thật có khả năng gây họa giết đế giả, dù thế nào cũng phải là truyền nhân tiên vương ngũ trọng. Lục trọng, điều này có thể dễ dàng hóa giải sao? Trước đây chỉ là giết lôi vân điện, truyền nhân của hai gia tộc phân tử thôi, liền khiến cho lăng hàn chọc tới đại họa. Hắn phí hết sức già mới có thể đối phó được chuyện này. Thế lực tiên vương nhất trọng đã khó xử lý như vậy. Vậy thế lực tiên vương ngũ trọng, lục trọng, thậm chí bát trọng lại khó xử lý tới mức nào? Thật may chính là, phía sau lăng hàn có một côn bằng cung đây cũng không phải là ngồi không, người ta lại có tiên vương cửu trọng trấn thủ, tiên vực mạnh nhất. Họa đều gây ra, có hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Tử thành đại sư cũng không đi trách mắng Lăng Hàn, chỉ bảo hắn cố gắng luyện đan. Nếu như Lăng Hàn có thể bước vào nhóm đan sư ngô tinh, như vậy hắn thật sự có thể có địa vị ngang hàng cùng tiên vương. Cho dù là tiên vương cao dai cũng phải nhường hắn vài phần. Giết mấy truyền nhân dĩ nhiên chính là chuyện nhỏ. Lăng Hàn trở lại, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đan thuật hắn ở trên võ đạo đã gặp phải bình cảnh không đột phá phân hồn liền không có cách nào tiến thêm nhưng đột phá phân hồn nhất định phải đi tới những địa phương đặc biệt giống như hắn và đám người nữ hoàng đều muốn đột phá dương hồn như vậy thì phải đi tới một nơi có tên là dương hồn hải đông tiên vực cũng không chỉ có một dương hồn hải mà có tới mấy nơi ví dụ như dương hồn hải cách thái an thiên gần nhất chính là nơi có bảy thiên vực dùng chung thời điểm mỗi lần mở ra liền có tu giả trảm trần đỉnh phong đi tới nơi này cố gắng trùng kích dương hồn. Trong này có thiên kiêu nhuệ khí phân phát, cũng có người đã tới rất nhiều lần vẫn thất bại. Còn có lão già tuổi xế chiều bị ách thiên nhân lăn qua lăn lại đến sắp hấp hối. Không thể nghi ngờ, tập trung chạm trần đỉnh phong của bảy thiên vực, mỗi lần dương hồn hải mở ra tất nhiên náo nhiệt vô cùng. Chỉ có điều số lượng lão tổ chạm trần vẫn hết sức thưa thớt. Bởi vậy số lượng này cũng sẽ không vượt qua so với người chạm trần trong sơn cốc là bao nhiêu. Vấn đề là, Dương hồn hải cứ cách ước năm mới có thể mở ra một lần. Vận khí của Lăng Hàn vẫn tính là tốt, chỉ phải chờ thêm 300 năm là được, bằng không hắn nhất định sẽ rời khỏi Thái An Thiên, đi tìm Dương hồn hải sắp mở ra. Bằng không phải chờ thêm mấy nghìn vạn năm, hắn cũng không có kiên trì như vậy. Hoàn toàn chính là đang lãng phí tính mạng, nhưng bây giờ, 300 năm hắn vẫn chờ nổi. Hắn không ngừng ở dưới cây luân hồi tìm hiểu, ở trong hắc tháp luyện đan. Tiêu chuẩn đan đạo một ngày đi ngàn dặm chương 2164, Sứ Giả của Tây Tiên Vực Thượng. Hiện thực thời gian trôi qua 97 năm, trong hắc tháp đã qua hơn 9 vạn năm, thời gian tìm hiểu dưới cây luân hồi càng dài rằng giặc đến mức khiến người ta giận sôi gan. Cuối cùng Lăng Hàn bước ra một bước mấu chốt, trở thành đan sư tam tinh. Đây là một thành tích vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ làm cho mỗi đan sư đều hâm mộ đỏ mắt. Lăng Hàn hết sức giấu mình, thậm chí ngay cả hắc tháp hắn cũng không có ra, mà tiếp tục nghiên cứu luyện linh. Tiêu chuẩn luyện linh quyết định độ cao luyện đan. Thông thường mỗi đại sư tứ tinh đều ít nhất là cấp bậc ngũ luyện. Có thể nói đây là yêu cầu thấp nhất trở thành đại sư tứ tinh. Bởi vậy hiện tại Lang Hàn đi nâng cao tiêu chuẩn luyện linh trước. Bước vào ngũ luyện dĩ nhiên là có thể đẩy ra cánh cửa lớn đan sư tứ tinh cũng có thể được tôn trọng gọi là đại sư. Lang Hàn liền luyện đan trong một ngày một đêm nâng cao tiêu chuẩn luyện linh. Luyện đan như vậy cần tiêu hao tiên dược kinh người. Tiên dược là thứ hiếm có thế nào, cũng may, Lăng Hàn là người trưởng quản đan đạo thành sau này, còn có một thương nhân lòng dạ hiểm độ. Không, một sư phụ chuyên gia kiếm tiền, không biết bao nhiêu ức năm tích lũy lượng tài phú kinh người tới mức nào. Không quan tâm Lăng Hàn cần nguyên liệu gì đều có thể lập tức đưa qua, bảo đảm Lăng Hàn sẽ luôn có đủ nguyên liệu để luyện đan. Lại là 130 năm sau, Lăng Hàn ở trên phương diện luyện linh lấy được tiến bước đột nhiên tăng mạnh, thành công bước vào cấp bậc tứ luyện hắn chỉ còn cách đại sư thật sự có một bước xa, có thể tưởng tượng muốn bước ra một bước này khó khăn thế nào. đan đạo thành có bao nhiêu đan sư tam tinh? không nhiều, khoảng một ngàn người, trong đó cấp bậc tam luyện chiếm khoảng bảy phần, tứ luyện cũng có ba phần. vậy dù sao cũng có hơn ba trăm người có thực lực tương đương với lăng hàn, nhưng đột phá làm đan sư tứ tinh, xa chỉ có ba đồ đệ của tử thành đại sư, gần lại là đang trên đường tiến tới. như thế có ba người thành công đủ thấy độ khó cao tới mức nào. Mặc dù Lăng Hàn là thiên tài siêu cấp trên đan đạo, có thể tưởng tượng được muốn đột phá đan sư tứ tinh, vậy cho dù có hắc tháp và cây luân hồi, số thời gian cần thiết vẫn là lớn kinh người. Hắn ở trong hắc tháp khổ luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chớp mắt một cái, bên ngoài lại hơn 50 năm trôi qua. Khoảng cách dương hồn hải mở ra chỉ có 3 năm ngắn ngủi. Lăng Hàn đang định xuất phát, lại đột nhiên nhận được tử thành đại sư truyền lời, muốn hắn đi qua một chuyến. Vì sư dự định mở luyện tam sinh đan, người có thể ở một bên quan sát, tử thành đại sư nói như vậy, tam sinh đan, đan dược tứ tinh, hơn nữa còn là một trong ba loại đan dược tứ tinh khó luyện nhất trong đan dược tứ tinh. Thế nào đột nhiên muốn luyện cái này? Sư phụ, tam sinh đan không phải đã thất truyền rồi sao? Lăng Hàn hỏi, đây mới là vấn đề lớn nhất, nếu phương thuốc đã thất truyền, vậy làm như thế nào nghiên cứu tập luyện, càng sao để chế luyện thành đan? Quả thực đúng vậy, tử thành đan sư gật đầu, Phương thuốc đã thất truyền rất lâu, chỉ có điều vi sư gần đây lại nhận được. Ha 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 ha. Lão đầu cười rất vui vẻ. Đối với một đại đan sư mà nói, lấy lại được phương thuốc thất truyền, thật giống như buôn bán lời mấy ức tinh thạch. "Vậy chúc mừng sư phụ." Lăng Hàn cũng cười nói, "Mừng thay cho lão sư." Tử Thành đan sư lại nói, "Chỉ có điều, đây cũng không phải là công lao của vi sư, mà là đồng đạo Tây Tiên vực tới, đưa lễ vật cho đan đạo thành." "A, à, Tây Tiên vực" lăng hàn có vẻ có chút kinh ngạc ngoại trừ hổ nữ gia đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về người của tây tiên vực không hổ danh là tây tiên vực không chỉ trình độ võ đạo muốn vượt quá đông tiên vực cho dù ở trên đan đạo cũng giỏi hơn chúng ta tử thành đan sư có chút cảm giác bùi ngùi bọn họ vừa ra tay chính là ba loại phương thuốc thất truyền khiến cho vi sư thật sự không có cách nào từ chối từ chối cái gì lăng hàn hỏi người ta không có khả năng cho không mà là muốn trao đổi một phương thuốc Tử thành đan sư cười nói, ba đổi một, kinh doanh như vậy không thể nào không làm. Quả nhiên, trong xương tủy của lão đầu chính là một thương nhân. Phương thuốc sư phụ đã hiểu rõ sao, lang hàn có chút kỳ quái, đừng nói phương thuốc tứ tinh, cho dù là nắm giữ một phương thuốc nhất tinh cũng cần thời gian dài rằng dặc Tử thành đan sư hẳn được phương thuốc này không lâu mới đúng. Gần được rồi, những cái khác, vừa chế luyện vừa trao rồi, tử thành đan sư vung tay lên, có vẻ không để ý. Thật ra, một lần thất bại này sẽ lãng phí rất nhiều nguyên liệu chân quý. Đủ để khiến cho một vị đan sư tam tinh đau đớn đến tận xương cốt. Nhưng lão đầu lại không thèm để ý chút nào. Quả nhiên cường hào, lăng hàn gật đầu, buôn bán có lời đương nhiên là tốt. Bằng không chính là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước sống làm gì. Người tới giúp việc cho vi sư, tử thành đan sư nói. Hai thầy trò liền bắt đầu luyện đan, lăng hàn làm trợ thủ, chủ yếu là quan sát thủ pháp của tử thành đại sư dù sao hiện tại hắn cũng là đan sư tam tinh, còn đạt tới tứ luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tử thành đại sư rõ ràng luyện đan 10 phần không nắm chắc, lại cứ muốn bắt đầu. Không phải hắn lên cơn sốt cường hào, chủ yếu chính là lấy thân làm mẫu, chỉ điểm cho Lăng Hàn. Lăng Hàn không cần học tập thủ pháp của tử thành đại sư. Điều hắn cần chính là linh cảm, cho mình tia lửa. Một năm trôi qua, hai thầy trò cuối cùng dừng lại, ở dưới dòng thời gian tăng nhanh gấp trăm lần, đã trăm năm trôi qua, tử thành đại sư vẫn không có thể chế luyện ra tam sinh đan tới. Chỉ có điều Lăng Hàn lại được ích lợi rất nhiều, điều này không khiến cho hắn bước vào trình độ ngũ luyện, nhưng ở trên tứ luyện thành tựu lại tăng lên rất nhiều, bước vào cấp bậc hoàn mỹ. Điều này có nghĩa là hắn cách cánh cửa ngũ luyện rất gần. Đúng rồi, còn có một việc, tử thành đại sư nói, qua 50 năm nữa, Tây Tiên vực liền muốn tiến hành một lần thịnh hội, thuộc về thịnh hội đan đạo. Vi sư quyết định phái người qua, thứ nhất, người là đồ đệ của vi sư, thứ hai người còn là người quản lý đan đạo thành tương lai. Cũng nên đi xem Tây Tiên vực thế nào. Lăng Hàn gật đầu, nói, đúng lúc, trong thời gian này trước khi ta đột phá phân hồn. chương 2165, Sứ giả của Tây Tiên vực hạ. Ừ, Dương Hồn Hải mở ra đã gần trong gang tắc. Sứ giả Tây Tiên vực kia cũng phải đi đột phá phân hồn. Cho nên Tây Tiên vực mới cố ý phái hắn chạy một chuyến. Bằng không phải đợi Dương Hồn Hải gần Tây Tiên vực mở ra, chỉ ít còn phải mất 70 vạn năm. Tử thành đại sư nói, lăng hàn A một chút, nói, sư phụ, sứ giả là ai này? Một người trẻ tuổi tên là Mã Đồng Quang, chỉ có điều tu luyện 90 vạn năm, cũng đã là đan sư tam tinh. Đặc biệt không tầm thường, tử thành đại sư nói, trong mắt thoáng lộ ra một vẻ tán thưởng. Không hổ danh là thiên tài được Tây Tiên vực bồi dưỡng ra. Lăng Hàn cũng không khỏi gật đầu, tính cả năm tháng vượt qua ở trong phòng tu luyện thời gian, tuổi tác của hắn cũng không nhỏ chín vạn năm đã là đan sư tam tinh, hơn nữa còn sắp đột phá phân hồn, quả thực kinh người. đi tới gặp mặt hắn một lần đi. tử thành đại sư vui vẻ nhìn đồ đệ yêu mến, tên đồ đệ này thật là không có khiến cho hắn thất vọng. bất luận là võ đạo hay đan đạo, đều không thua gì thiên kiêu của tây tiên vực. điều đó khiến cho hắn cảm thấy thật lòng vui mừng. lang hàn gật đầu, sau đó chia tay với tử thành đại sư, liền đi tới phủ khách quý ở tầng thứ tư. nơi này là nơi chuyên môn chiêu đãi nhân vật lớn cấp bậc thăng nguyên cấp bậc mã đồng quang quả thực không đủ, nhưng hiện tại hắn lại là đại biểu cho đan đạo Tây Tiên Vực. Bởi vậy hắn liền có tư cách vào ở phủ khách quý ở tầng thứ tư. Vừa vào cửa, Lăng Hàn liền phát hiện ở đây vô cùng náo nhiệt. Người ta ra vào tấp nập, sắp chen hỏng cửa. Thánh tử, thánh tử đại nhân, thời điểm vừa nhìn thấy Lăng Hàn, một người bên cạnh đầu tiên cả kinh, sau đó vội vàng cung kính hành lễ. Tuy rằng Lăng Hàn đã xác định là người trưởng tỏa đan đạo thành sau này, nhưng tử thành đại sư còn một ngày không thoái vị. Lăng Hàn sẽ một ngày chỉ có thể làm thánh tử. Chỉ có điều trước đó có 10 thánh tử, hiện tại liền chỉ có một mình Lăng Hàn, nhìn thấy người nắm quyền tương lai, ai có thể không cung kính. Trên thực tế, trong Đan Đạo Thành có thật nhiều người muốn nịnh bợ Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không phải ở trong phòng luyện đan thì chính là đi ra ngoài lịch luyện. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều không có cơ hội. Lăng Hàn gật đầu, cười nói, mọi người đều đang đứng xếp hàng chờ vị Mã Đồng Quang kia triệu kiến sao? Cái này Người kia lập tức đỏ mặt lên, có vẻ ngại ngùng. Giống như Lăng Hàn nói, mọi người tới nơi này thật sự là muốn được Mã Đồng Quang triệu kiến, tất nhiên là tìm cách làm quen với Mã Đồng Quang. Vị này chính là sứ giả của Tây Tiên Vực, còn là thiên tài đan đạo. Nếu như có thể nịnh bợ hắn, thông qua hắn, sau đó liền có thể đi Tây Tiên Vực phát triển. Nếu so sánh trình độ võ đạo Tây Tiên Vực với Đông Tiên Vực, rõ ràng mạnh mẽ hơn. Có thể nói như vậy, nếu như người ở đây Đông Tiên Vực chỉ có thể tu luyện tới chảm chân, như vậy đi tới Tây Tiên vực liền có thêm 3 phần cơ hội đột phá phân hồn. Cho nên, vì tiền đồ tốt hơn, tất cả mọi người chạy tới nơi này lôi kéo làm quen với mã đồng quang. Thánh tử, thánh tử, những người khác cũng nhìn thấy được Lăng Hàn, tất cả đều vội vàng hành lễ về phía Lăng Hàn, tất cả có chút ngượng ngùng, đây là điều tất nhiên, người trưởng tỏa tương lai đang ở ngay trước mặt, nhưng bọn họ lại xung xoe với một người ngoài. Trên mặt mọi người đều ửng đỏ, mặt trăng ở Tây Tiên vực cũng tròn, lăng hàn cười nói những lời này nói ra khiến rất nhiều người đều cúi đầu xuống nhưng cũng có vài người xem thường nước luôn chảy xuống chỗ trũng người thường leo lên chỗ cao đây không phải là chuyện rất bình thường sao sau khi lăng hàn nói xong câu đó hắn liền đi về phía trước đoàn người đều tránh ra hiện tại ở trong đan đạo thành người có địa vị có thể cao hơn so với lăng hàn chỉ có ba vị đại sư tứ tinh mà thôi lăng thánh tử khi hắn đi tới trước biệt viện của mã đồng quang ở cửa có người ngăn cản hắn lại. Lỗ Tiên Minh, hắn mỉm cười nhìn Lăng Hàn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc. Muốn cầu kiến Mã thiếu sao? Mời ở chỗ này chờ, để cho ta thông truyền. Sắc mặt rõ ràng là mười phần tiểu nhân, đây chính là Đan Đạo Thành, Lăng Hàn lại là người trưởng tọa Đan Đạo Thành sau này. Hắn lại phải đứng ở cửa chờ người thông truyền sao? Quả thật chính là trắng trợn khiêu khích, Lăng Hàn lắc đầu, Lỗ Tiên Minh người này vốn vẫn tính là một nhân tài nhưng bây giờ lại có thể trở thành nô tài cho người khác hơn nữa còn là ở cửa nhà mình điều này thật sự là ném hết mặt mũi lỗ tiên minh xem ngươi thành đối thủ chính là sai lầm của ta hắn vừa cười vừa nói sau đó sắc mặt hắn trầm xuống nói tất cả đều đứng ở chỗ này làm gì nên làm gì thì làm cái đó đi trường tọa sau này đã lên tiếng ai dám coi như gió bên tai nhất thời mọi người xung quanh đều rời đi lang hàn không truy cứu là tốt rồi dĩ nhiên bây giờ bọn họ rời khỏi nhưng lúc nào trở lại vậy thì không sao dù sao lăng hàn không thể lúc nào cũng canh giữ ở chỗ này có đúng hay không lỗ tiên minh nhìn chằm chằm vào lăng hàn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hắn thấy mình sẽ rơi xuống tình cảnh trước mắt hoàn toàn đều là lỗi của lăng hàn nếu không có lăng hàn xuất hiện vị trí hiện tại đối phương ngồi chính là của hắn hắn thấy kế thừa đạo đan trở thành người trưởng tọa theo lý là chuyện đương nhiên thậm chí hắn còn chưa muốn xé rách mặt cùng với các thánh tử khác chỉ là bị động phòng ngự hắn cho rằng chỉ cần thời gian lâu dài hắn lên đỉnh đại thế đó là chuyện không thể ngăn cản được thánh tử thánh nữ ở các khu khác đều sẽ trở thành binh dưới tay hắn bởi vậy cũng không muốn có một tổn thất xuất hiện quyền lực là cần người có khả năng thể hiện khống chế thiên tài thiên kiêu thành tựu như vậy sẽ cho cảm giác mạnh hơn nhưng tất cả đều bị lăng hàn phá hủy hắn hận thật may hiện tại đột nhiên xuất hiện một cơ hội tuyệt diệu Thánh địa đan đạo Tây Tiên vực lại có thể phái người qua. Hắn cũng gần như thuận lợi leo lên, sau này hắn sẽ theo mã đồng quang rời khỏi đông tiên vực. Hắn tương tin với thiên phú của mình, chắc chắn năm sau tất nhiên có thể vượt qua mã đồng quang, ở Tây Tiên vực lăn lộn phong sinh thủy khởi. chương 2166, đầu nhập vào ta. Đến lúc đó, Lăng Hàn chỉ là nhân vật nhỏ ếch ngồi đáy giếng. Tây Tiên vực không chỉ trình độ võ đạo cao, tiêu chuẩn đan đạo cũng còn mạnh hơn đông tiên vực rất nhiều ít nhất là có tồn tại đại tinh ngô tinh, thời điểm hắn lên làm đại sư tứ tinh, sẽ phong quang trở về, để cho những người của đan đạo thành này biết mình đã sai lầm lớn tới mức nào, khi có thể không chọn hắn làm trưởng tòa tương lai. Bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn, hắn không nhịn được sự ghen ghét trong lòng, cố ý khiêu khích. Lăng Thánh Tử thật đúng là người biết ham dọa, lỗ tiên minh áp chế lửa giận trong lòng, đừng quên, người còn chưa phải là trưởng tọa đại nhân đâu. Vút, Lăng Hàn một tát đánh tới lấy thực lực ngũ chạm đỉnh phong của hắn lỗ tiên minh làm sao có thể chống đỡ được lỗ tiên minh nhất thời bị một tát đánh cho đầu óc choáng váng hắn thật vất vả mới đứng vững bước chân khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi tóc rơi ra có vẻ vô cùng chật vật lang hàn thu tay về thản nhiên nói ngươi cũng đừng quên ngươi đã không phải là thánh tử bất kính đối với ta đừng nói là tát ngươi một cái cho dù là xử tử ngươi cũng không có ai nói cái gì trong hai mắt lỗ tiên minh dường như có thể phun ra lửa nhưng giống như lời Lăng Hàn đã nói, hắn đã không còn là thánh tử cao cao tại thượng nữa. Hắn chỉ là một đan sư nhị tinh bình thường, nhiều lắm chính là tiền đồ có chút sáng lạng, cơ bản có thể trở thành đan sư tam tinh, nhưng nếu muốn trở thành tứ tinh, đây gần như chính là chuyện không thể nào. Làm sao có thể so sánh được với Lăng Hàn, bị đánh cũng chỉ đành chấp nhận, có thể chạy tới nơi nào để nói lý lẽ, dám khiêu khích đối với trưởng tọa đại nhân tương lai, còn không nên đánh ngươi hay sao? Ha ha lăng thánh tử đại giá quang lâm tại hạ không tiếp đón từ xa thất lễ thất lễ đúng lúc này chỉ nghe một tiếng cười dài vang lên trong cửa một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu trắng tung bay đi tới trông hắn thật sự vô cùng anh tuấn mái đen đen bóng đôi mắt giống như ánh trăng sáng tản ra thần thái động lòng người mã thiếu lỗ tiên minh liền vội vàng di chuyển tới hành lễ với người trẻ tuổi mặc y phục màu trắng này thái độ có thể nói là cung kính vô cùng người này chính là mã đồng quang Thiên tài Đan đạo đến từ Tây Tiên vực. Con người Lăng Hàn thoáng căng thẳng, cười nói: "Ta mới là thất lễ, Mã huynh cũng đã đến rất nhiều ngày, hiện tại ta mới tới thăm hỏi." Đối phương là muốn giọng khách hát giọng chủ, Lăng Hàn tất nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội. Hai mắt Mã Đồng Quang nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nụ cười trên mặt càng lúc càng lộ rõ, nói: "Đan đạo của Đông Tiên vực và Tây Tiên vực vốn là một khối, sao có thể phân ra chủ và khách?" Trong lời nói là những lời khách sáo trong lòng lăng hàn hiểu rõ ràng đối phương nói đan đạo của đông tiên vực và tây tiên vực là một nhà như vậy một nhà khẳng định có một người đứng đầu trong nhà đi đông tiên vực có tư cách gì so sánh cùng tây tiên vực ngay cả một đại tinh ngũ tinh cũng không có như vậy nếu như lăng hàn thừa nhận đông tiên vực và tây tiên vực là một nhà vậy vị trí thánh tử của hắn vị trí trưởng tòa tương lai của đan đạo thành lại trở thành tên không hợp với thực đơn giản không được người đứng đầu trong nhà phê chuẩn người dựa vào cái gì ở chỗ này làm trưởng tòa chỉ là một câu nói mà thôi liền chôn xuống thật sâu người này không đơn giản lăng hàn cười ha hả nói đan sơ thiên hạ đều là đồng đạo đông tiên vực và tây tiên vực giống như hai huynh đệ đan đạo đông tiên vực chúng ta nền tảng mỏng vẫn mong huynh đệ tây tiên vực giúp đỡ nhiều hơn huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng huống gì là chuyện quản lý nhà đối phương cho nên vẫn là mỗi người quản chuyện của mình sau khi mã đồng quang thoáng dừng lại một chút cất tiếng cười to hình như rất vui thích Lăng Hàn chỉ mỉm cười, hắn mới lười cùng người này lá mặt lá trái. Nói vậy Lăng Huynh sẽ đại biểu cho tử thành đại sư đi vào Tây Tiên vực tham gia thịnh hội đan đạo. Mã Đồng Quang đột nhiên đổi đề tài. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, ta đến chính là vì chuyện này. Lỗ tiên minh lập tức lộ ra vẻ đố kỵ. Nếu như không có việc Lăng Hàn cản trở, bây giờ người có được vị trí này chính là hắn. Thật phong cảnh, đại biểu cho toàn bộ đan đạo của Đông Tiên vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? hắn chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu của mã đồng quang tham gia đây là nói dễ nghe một chút nói khó nghe một chút đó chính là một kẻ theo hầu một tiểu đệ có ai sẽ để ý tới một người như hắn ban đầu hắn chính là thánh tử của đan đạo thành hắn đi tới chỗ nào cũng là bị người vây quanh hiện tại hắn thoáng cái từ trên đám mây ngã rơi xuống khiến cho hắn làm thế nào cũng không thể thích ứng cho được điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ trước đây vì sao những khu khác bọn họ không nghĩ tới tình đồng đạo không muốn diệt trừ hắn. Sự mê hoặc của quyền lực thực sự quá lớn, hiện tại, nếu để cho hắn có một cơ hội diệt trừ Lăng Hàn, như vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh thủ cho được. Mã Đồng Quang nói, Lăng Huynh, sau khi ngươi đến Tây Tiên Vực sẽ phát hiện ra, trình độ của Đông Tiên Vực thực sự quá thấp. Không nói gì khác, chỉ là đan sư tứ tinh, trong hồ sơ đăng ký của Tây Tiên Vực chúng ta có 3.655 người. So sánh giữa hai bên, tranh lệch cũng quá xa, đan sư tứ tinh của Đông Tiên Vực, tính toán đâu ra đấy, chắc hẳn cũng chỉ có 10 người. Đây là đã tính cả mấy người đã sớm ẩn cư, cũng không biết bây giờ bọn họ còn đang tại thế hay không. Dù sao không thành tiên vương trung quy sẽ có một ngày sẽ bị thiên nhân ách chém rơi. Hơn 3.600 một đan sư tứ tinh, con số này quá dọa người. Lăng Hàn A một tiếng, nói, thật đúng là không ít. Lăng Huynh, tuy rằng Huynh được coi là tuổi trẻ tài cao, hy vọng sẽ trở thành đan sư tứ tinh lại không đủ một phần vạn. Mã Đồng Quang thản nhiên nói, chỉ có điều, nếu như người đầu nhập vào ta, có sự trợ giúp của ta, đừng nói là đan sư tứ tinh, cho dù là đại tinh ngũ tinh cũng không phải là không thể làm được. Đại tinh ngũ tinh, thật sự là tồn tại có địa vị ngang hàng cùng tiên vương. chương 2167, xuất phát dương hồn hải. Ánh mắt lỗ tiên minh lộ vẻ đố kỵ quá nồng đậm. Đại tinh ngũ tinh đấy, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hơn nữa, so sánh một chút, tranh lệch giữa hắn cùng với lăng hàn quả thực lớn đến mức thái quá, hắn chủ động tìm tới mã đồng quang hết sức nịnh bợ người ta vẫn xa cách cuối cùng mới thu nhận hắn để cho hắn nhận một tiêu chuẩn cùng loại với đứa bé giữ cửa không hơn tuy rằng điều này có chút mất mặt nhưng cuối cùng hắn giành được một cơ hội đi tây tiên vực hơn nữa người khác muốn cầu kiến mã đồng quang cũng cần thông qua hắn cũng phải nịnh nọt hắn điều này khiến cho hắn tìm lại được sự yêu việt đã lâu ngày không gặp nhưng lang hàn thì sao mã đồng quang chủ động đưa ra lời mời hơn nữa còn đồng ý để đối phương chắc chắn trở thành đại sư tứ tinh có một đường hy vọng nhảy vào mô tinh điều này làm cho hắn nắm thật chặt hai tay lại thành quyền thậm chí móng tay đều cắm vào trong thịt hắn không thể không cúi thấp đầu xuống nếu không hắn sợ không khống chế được hỏa diễm trong ánh mắt uổng công khiến cho người chê cười mà thôi lang hàn lộ ra biểu tình hiểu rõ đối phương đi vòng một vòng thật ra còn muốn quay lại chủ đề ban đầu mã đồng quang muốn thu được quyền nắm đan đạo thành trong tay về phần tại sao một người của Tây Tiên vực sẽ có hứng thú đối với đàn đạo của Đông Tiên vực, điều này Lăng Hàn lại đoán không được. Chỉ có điều, chỉ là một đan sư tam tinh lại có thể dám nói khoác không biết ngưỡng như vậy. Ha ha, Lăng Hàn lắc đầu, nói: "Ý tốt của huynh, ta xin nhận, chỉ có điều từ trước tới nay ta chưa từng có thói quen làm trợ thủ cho người khác. Trước đây là như vậy, bây giờ, tương lai cũng sẽ không thay đổi." Mã Đồng Quang nhìn Lăng Hàn, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, nói: Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hối hận, ta chỉ là tới thông báo cho ngươi một tiếng, có thể xuất phát đi tới Dương hồn hải. Về phần những điều khác, ngươi vẫn không nên suy nghĩ nhiều quá, Lăng Hàn thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn đã mang theo vài phần bất mãn. Mã Đồng Quang chậm rãi gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, chỉ có điều, ta muốn đòi Lăng huynh một người. Sao? Đó là vị lỗ huynh này, Mã Đồng Quang chỉ vào Lỗ Tiên Minh, ta cùng với lỗ huynh mới quen đã thân ta dự định mời lỗ huynh đi tây tiên vực làm khách vẫn hy vọng lăng huynh có thể cho đi lăng hàn không khỏi cười nói từ trước tới nay đan đạo thành lại chưa từng trói buộc chân của một vị đan sư nào mỗi người đều tự do cần gì ta phê chuẩn có nguyện ý cùng mã huynh rời đi hay không đó là chuyện riêng của hắn không có liên quan gì đến ta lăng huynh không có ý kiến là tốt rồi mã đồng quang cười nói như vậy ta an tâm mười ngày sau xuất phát sau khi lăng hàn ném ra câu nói tiếp theo liền nghênh ngang rời đi. Mã thiếu, ta nói không sai chứ, lăng hàn người này vô cùng cuồng ngạo, sẽ không tiếp nhận sự chiêu mộ của mã thiếu. Lỗ tiên minh xông tới, lộ ra dáng vẻ của một tiểu nhân. Mã đồng quang thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười tràn ngập sự ngạo nghễ. Tin tưởng ta, chỉ cần là người được ta nhìn chúng, không có người nào cuối cùng không thần phục ta. Lỗ tiên minh liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường. Hiểu biết của hắn đối với lăng hàn vượt xa mã đồng quang nếu như lăng hàn thực sự dễ dàng thu mua như vậy hoặc là người khuất phục vậy bây giờ lăng hàn cũng không có khả năng đứng ở trên địa vị cao như vậy hắn không hề nhắc nhở thứ nhất hắn nói ra mã đồng quang chưa chắc sẽ tin tưởng thứ hai hắn càng hy vọng lăng hàn cùng mã đồng quang xích mích với nhau mà không phải bị bị thu làm thủ hạ nếu vậy vị trí của hắn sẽ đặt ở đâu lăng hàn trở lại chỗ ở của mình hắn nói với đám người nữ hoàng về chuyện của mã đồng quang các nàng nghe xong đều giận tím mặt thứ gì chứ, lại dám muốn phu quân của các nàng làm thủ hạ. Nữ muốn đi giết hắn, hổ nữ vén dưới tay áo, đằng đằng sát khí, lang hàn kéo tiểu nha đầu lại, tiểu nha đầu này hùng hùng hổ hổ, nói giết người cũng không phải là nói đùa. Muốn giết người cũng không thể ở chỗ này, hắn nói, thật ra hắn cũng rất chán nản, hổ nữ nhất thời đã hiểu, chờ sau khi đi tới dương hồn hải, sẽ giết chết gia hỏa này. Lang Hàn chỉ mỉm cười, nếu như Mã Đồng Quang thật sự là nhân vật như vậy, cho dù không muốn tìm chết, hắn cũng không ngại tiến đối phương ra đi. Chỉ có điều, nếu như người khác không đến gây sự với hắn, hắn cũng sẽ không tự nhiên không có việc gì đi giết người. Đây cũng không phải là một chuyện khiến cho người ta sung sướng. Bọn họ nghỉ ngơi 10 ngày sau, Lăng Hàn liền đi thông báo với Mã Đồng Quang có thể xuất phát. Lần này cần đi Dương Hồn Hải cũng không chỉ có hai người Lăng Hàn và Mã Đồng Quang. Vẫn có thật nhiều đám người trên ức năm, chính là vì lần này Dương Hồn Hải mở ra, quả thực địa phương khác cũng có dương hồn hải. Nhưng cơ bản không có người nào dám tự mình xông qua khoảng cách xa xôi như vậy. Nói không chừng ở nửa đường sẽ bị giết chết, vậy cần gì phải làm như thế? Một ước năm, đối với cường giả chảm trần đỉnh phong mà nói thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần chịu đựng một chút, thời gian sẽ nhanh chóng đi qua. Ai cũng chờ nổi, trừ phi là loại lão quái vật ở trong chảm trần cảnh đã vượt qua mấy nghìn ước năm, thậm chí hơn vạn ước năm, chịu đủ nổi khổ thiên nhân ách, Khẳng định thời khắc như vậy đều ngóng trông Dương Hồn Hải mở ra, dành cho bọn họ hy vọng kéo dài thọ nguyên. Lăng huynh lại gặp mặt, Mã Đồng Quang chắp tay đi ra, phía sau lưng lại là Lỗ Tiên Minh, vị tiền thánh tử này hơi cúi đầu, bày ra phong thái cực thấp, cũng hoàn toàn thích ứng với thân phận của mình, chính là một người hầu. Lăng Hàn gật đầu, nói: "Lên đường đi." Mã Đồng Quang thoáng lộ ra một nụ cười lạnh, "Vẫn ra lệnh sao? Thật sự cho rằng mình là thánh tử của Đan Đạo Thành, liền có gì đặc biệt hơn người sao?" có tin hay không, hắn một tay có thể trấn áp ngươi. Mã Đồng Quang vô cùng khinh thường người của Đông Tiên Vực, không chỉ là ở trên đan đạo, còn có võ đạo. Bởi vì hắn chẳng những là thiên tài đan đạo, còn là thiên tài võ đạo, chém ra ngũ trảm, chính là đế giả trong võ học. chương 2168, Mã Đồng Quang khó chịu thường. Đế giả, đừng nói ở Đông Tiên Vực tuyệt đối rất ít ỏi, cho dù ở Tây Tiên Vực số lượng cũng có hạn. Một thiên vực cũng chỉ có mười mấy người thiên vực lớn hơn sẽ nhiều hơn một chút, nhưng nhiều lắm cũng chỉ một trăm mà thôi. Phải biết rằng, đây là tích lũy qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời. Tiên vực có bao nhiêu nhân khẩu, như vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng được tổng cộng không vượt quá nghìn đế giả. Đây là chỉ trong cùng một thời kỳ, bởi vì có vài đế giả đã bước vào phân hồn, tiên phủ thậm chí thăng nguyên, tiên vương. Ở địa phương nho nhỏ như đan đạo thành này, ngũ trảm đế giả như hắn đương nhiên là vô địch. Có trảm trần hoàng giả nào có thể chịu được uy lực một đòn của hắn? sau này ngươi sẽ biết, ngươi cùng ta có bao nhiêu tranh lệch. Mã đồng quang rời tầm mắt đi, thời điểm hắn đảo mắt nhìn qua nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, đồng tử không khỏi co lại, thoáng lộ ra một vẻ kinh diễm. Ba nữ tử này thật là xinh đẹp, cả đời hắn cũng ít thấy, nhưng ba mỹ nữ hiểu điệu như vậy lại có thể đều là nữ nhân của Lăng Hàn. Mã đồng quang khiếp sợ, đồng thời cũng tràn ngập đố kỵ đối với Lăng Hàn cho dù hắn là đan võ song tu bình thường không biết có bao nhiêu mỹ nữ đỉnh cấp yêu thương nhung nhớ nhưng tất cả đều thua xa một trong ba nàng xem ra hắn nhất định phải thua phục lăng hàn đến lúc đó hắn chỉ cần thoáng lộ ra một chút ý tứ lăng hàn liền sẽ chủ động dâng ba nàng lên cho hắn trong lòng hắn nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười nhạt rất đáng khinh lăng hàn thua hết biểu tình biến hóa của mã đồng quang vào trong mắt hắn khẽ hừ một tiếng người khác nghĩ như thế nào hắn không quan tâm nhưng nếu dám biến thành hành động, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Mã Đồng Quang thu hồi ánh mắt từ trên người ba nàng, nhìn về phía Lăng Hàn nói. Lang Huynh thực sự có phúc khí, bốn vị kiều thê một người đều xinh đẹp động lòng người. Coi như người thật tinh mắt, hổ nữ tùy tiện nói, dáng vẻ hồn nhiên, ánh mắt Mã Đồng Quang không khỏi nhìn đăm năm Sự đơn thuần của hổ nữ chính là lừa gạt chết người không đền mạng, khiến cho tim hắn cũng đập thình thịch. Chỉ có điều đế giả dù sao cũng là đế giả, tâm tính kiên định, hắn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười nói cô nương xương hô như thế nào nữ là hổ nữ của lăng hàn hổ nữ nói đột nhiên nàng trừng mắt với mã đồng quang mắt tam giác nữ cảnh cáo ngươi không nên có ý đồ với nữ bằng không nữ nhất định bạo hoa cúc của ngươi nàng nhìn thấy lăng hàn sử dụng thương sát bạo hoa cúc của một vị nhân huynh nào đó xong trong lòng lại đặc biệt nóng lòng muốn thử mã đồng quang cứng người lại nhìn dáng vẻ hổ nữ này thanh thuần quả thực giống như là tiên tử không dính khói bụi tràn gian nhưng nàng vừa mở miệng lại là dũng mãnh đến mức dọa người sự tương phản này cũng quá lớn lăng hàn cười nhạt nói vậy lên đường đi hắn tất nhiên không có hứng thú giới thiệu bốn người nữ hoàng cho mã đồng quang trong lòng mã đồng quang thầm cười lạnh hắn nhất định sẽ làm cho lăng hàn thần phục mình đến lúc đó hắn sẽ có thêm dũng tướng đắc lực ba nàng hổ nữ sẽ trốn không thoát lòng bàn tay hắn dĩ nhiên lấy hùng tài đại lược của hắn thu một thủ hạ có năng lực lớn mới là mục đích chủ yếu của hắn nữ nhân chỉ là công cụ chế thuốc mà thôi. Đoàn người xuất phát, ngồi trên một chiếc không hạc, xuất phát về phía Dương Hồn Hải. Chỗ Dương Hồn Hải này cũng không ở cảnh nội Thái An Thiên, mà là giữa Tam Đô Thiên. Xét từ vị trí địa lý mà nói, còn có sáu thiên vực cách nơi này tương đối gần. Bởi vậy, chạm trần của sáu thiên vực này đều sẽ chạy tới nơi đây đột phá phân hồn. Thái An Thiên, Quảng Long Thiên đều ở bên trong, thực lực chỉnh thể của Tam Đô Thiên xếp hạng chung ở trong 33 thiên vực. Thái An Thiên còn xa mới có thể so sánh được, chiếc không hạm này cũng không chỉ chờ có 7 người lăng hàn. Còn có rất nhiều chảm trần đỉnh phong trong đan đạo thành. Cả chiếc không hạm này gần như trần ních, 5 người lăng hàn một gian phòng, nhưng bình thường bọn họ căn bản không đi ra, mà ở bên trong hắc tháp tu luyện. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ đều gặp phải bình cảnh, nhưng có thể tốn tinh lực nhiều hơn ở trên phương diện quy tắc. Ví dụ như lăng hàn tu luyện chính hai loại quy tắc thủy và hỏa. Bởi vì trong cơ thể hắn có hai loại quy tắc thiên địa bản nguyên này. Hắn đã sớm tu luyện hai loại quy tắc đến ngũ trảm có khả năng đạt được cực hạn. Nhưng bây giờ hắn lại mới có được bản nguyên hệ mộc, tất nhiên có thể bắt đầu đạo quy tắc này từ con số 0, đẩy mạnh đến trảm trần cực hạn. Còn có quy tắc thời gian, không gian, giết chóc, trong hắc tháp liền có thể tìm hiểu được, đồng dạng có thể đẩy mạnh đến ngũ trảm đỉnh phong. Cho nên, thời gian chỉ biết là không đủ dùng, sẽ không ngại nhiều. Mã Đồng Quang vốn muốn tìm Lăng Hàn Hàn Huyên một chút, tỏa ra một chút vương bá khí, chế phục Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn căn bản không cho hắn cơ hội gặp mặt, khiến cho hắn cũng chỉ có thể kêu gọi uổng công, nhưng chẳng biết làm thế nào. Hắn chỉ có thể ở trong phòng dầu dĩ, chớp mắt một cái, thời gian hơn một năm đã trôi qua. Không hạm cũng chở mấy trăm người tiến vào Tam Thiên Đô, cách vị trí bọn họ muốn tới khoảng chừng lộ trình một tháng, vẫn rất xa. Lại một tháng sau, không hạm dừng lại, đây là dương hồn hải sao. Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, đi tới trên bong thuyền, thăm dò quan sát, vẻ mặt đầy cổ quái. Mặc dù nói từ chỗ cao nhìn xuống, tất cả vật thể đều sẽ thu nhỏ lại. Nhưng vấn đề là, hiện tại biển phía dưới cũng quá nhỏ đi. Tối đa chỉ có thể gọi là một cái hồ nhỏ. Đây chỉ là lối vào của Dương Hồn Hải. Không biết từ lúc nào Mã Đồng Quang cũng đi tới trên bong thuyền. Hình như nhìn thấu nghi ngờ của Lăng Hàn, hắn đưa ra lời giải thích. Dương Hồn Hải chân chính còn cách nơi đây tuyệt đối phải tới vạn dặm bao la đến mức không có cách nào hình dung hắn dừng một chút lại nói có người nói càng sớm tiến vào dương hồn hải thu hoạch cũng sẽ càng lớn hơn mã đồng quang ngừng lại nhìn lăng hàn hình như đang chờ mong hắn hỏi thăm lăng hàn chỉ cười làm như không có để ý tới mã đồng quang đòi một lần mất mặt không khỏi lộ ra một sự giận dữ thời điểm ở tây tiên vực chỉ cần hắn mở miệng hoàng giả nào được sủng mà không kinh hãi lo sợ nhưng một tiểu nhân vật ở đông tiên vực lại dám xem như không nhìn thấy hắn. chương 2169, Mã Đồng Quang khó chịu hạ. Được lắm, chờ tới lúc người thần phục, liền cho người mỗi ngày khom lưng cúi đầu, lấy phong thái vô cùng khiêm tốn quỷ xuống nghênh đón mình. Tất cả mọi người xuống khỏi không hạng phía dưới thực sự chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi. Gần đó đã có vô số người đang tập trung, phần lớn là người trẻ tuổi tư thế oai hùng, nhưng cũng có số ít lão già tóc trắng, có vài người tóc đều đã dụng hết, đó là những người bị thiên nhân ách sắp mài hết thọ nguyên. Nếu không đột phá phân hồn, tính mạng còn thừa lại thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng huynh, chỉ nghe có một người kêu lên, đó không phải nghiêm tiên lộ thì còn là ai. Hắn đi nhanh tới, bộ dạng giống như rồng đi hổ nhảy. a à, tiểu tử này là ai, lại có thể khiến cho nghiêm tiên lộ tự mình đi ra ngoài nghênh đón như vậy. Khẳng định không đơn giản, tuy rằng Thái An Thiên chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng nghiêm tiên lộ chính là thiên tài ra đời ở trên tiên lộ, thực lực không thể khinh thường. Dừng, vậy thì tính sao, thả tới tinh long quận chúng ta, có khả năng ngay cả trước 100 cũng không tiến vào được. Ha ha, người nói vậy cũng quá khoa trương đi, nghiêm tiên lộ người ta lại là đế giả, tinh long quận các người có thể có mấy đế giả, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mọi người mồm năm miệng 10. Dù sao nghiêm tiên lộ chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Thái An Thiên, cho dù trình độ võ đạo của Thái An Thiên có hơi thấp, nhưng có thể xưng hùng ở bên trong một thiên vực, đây là tồn tại rất kinh người. Nghiêm huynh, Lăng Hàn cũng nhìn về phía Nghiêm Tiên Lộ gật đầu ra hiệu. Vị này chính là, Nghiêm Tiên Lộ nhìn về phía Mã Đồng Quang, thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện khí thức của Mã Đồng Quang đủ đặc biệt, khiến cho hắn nghiêm nghị. Có thể làm cho hắn đều phát ra loại phản ứng này, người này tuyệt đối không tầm thường. Tại hạ là Mã Đồng Quang, đến từ Tây Tiên Vực. Mã Đồng Quang mỉm cười, có vẻ vô cùng ôn hòa. Tây tiên vực, nhưng ba chữ này thật ra giống như mang theo ma lực, thoáng cái khiến mọi người xô trào. Tuy rằng bên trong hai đại đông tiên vực và tây tiên vực đặt song song, nhưng từ trước đến nay là đông yếu tây mạnh. Chuyện này đã được công nhận, nếu như có thể đi tây tiên vực, như vậy ở dưới bối cảnh không quá tệ, giới hạn võ đạo của mọi người cũng có thể nâng cao hơn về phía trước, như vậy xác suất có ít nhất hơn những ba thành. Mã huynh, nghiêm tiên lộ cũng không dám chậm trễ, nhìn về phía mã đồng quang chắp tay nói nhưng đế giả đương nhiên là có sự thận trọng của đế giả một tiếng bắt chuyện này cũng không phải vô cùng nhiệt tình mã đồng quang thoáng lộ ra một vẻ kiêu ngạo đây mới là đông tiên vực trong sự tưởng tượng của hắn chỉ cần biết được hắn là thiên kiêu của tây tiên vực mỗi người đều nghe giống như là con ruồi người thấy được mùi liều mạng bắt đầu lao tới a à, lang đại sư một tiếng gọi tràn ngập sự ngạc nhiên vang lên chỉ thấy một người trẻ tuổi từ trong đám người chen lấn qua nhìn về phía lăng hàn cung kính cúi đầu, giống như đệ tử gặp phải lão sư, thành kính vô cùng. Ừ, đây là tình huống gì vậy? Mã đồng quang lộ ra biểu tình không thể tiếp nhận được. Không nghe hắn nói, hắn đến từ Tây Tiên vực sao? Nhưng người có thể bày nịnh bợ ta, nếu đối với một người khác lại cung kính có thừa, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý nổi. Nhất định là lăng hàn cố ý tìm người an bài, thực sự quá vô sỉ. Vì biểu hiện ra cảm giác yêu Việt ở trước mặt hắn, lại có thể để người ta giả trang làm người sùng bái hắn quả thực không có giới hạn nào có thể nói nổi mã đồng quang cười lạnh cho rằng tìm một người giả trang hắn lại có thể tin được sao quá ngốc quá ngây thơ rồi hắn nhìn lướt qua vai diễn này hết sức trẻ tuổi hơn nữa cũng chỉ là đan sư nhất tinh căn bản không có phân lượng gì đáng nói si ngươi không thể tìm một người có chút phân lượng đến diễn kịch sao lăng đại sư mã đồng quang còn chưa nghĩ xong lại nhìn thấy có một người đã đi tới Người này cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng trên ngực gắn huy hiệu lại đại biểu cho thân phận của hắn chính là đan sư nhị tinh. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, trước đây hắn khai đàn luận đạo, giảng về cơ sở của đan đạo, không biết đã khiến cho bao nhiêu người được lợi ích. Ngay cả đan sư tam tinh đối với hắn cũng vô cùng cảm kích, gọi hắn là đại sư, có thể thấy được uy vọng của Lăng Hàn. Chỉ có điều, người khác nhớ Lăng Hàn thì dễ, nhưng muốn Lăng Hàn nhớ kỹ từng người sùng bái này ở trong lòng, vậy quá khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không có tận lực ghi nhớ, trước đây, sau khi giảng đạo xong hắn liền rời đi, cũng không lợi dụng cơ hội này để tạo uy vọng cho mình. Ta là Tôn Phong, người trẻ tuổi này vội vàng tự giới thiệu, lúc đầu, sau khi nghe Lăng đại sư giảng đạo xong, ta liền tràn ngập cảm kích đối với Lăng đại sư. Chỉ là không có cơ hội biểu đạt sự tôn kính đối với Lăng đại sư. Thật không nghĩ tới lần này có thể cùng Lăng đại sư đi tới Dương hồn hải, thật sự là vinh hạnh cho ta tôn huynh lang hàn nhìn về phía đối phương mỉm cười không dám không dám tôn phong vội vàng khiêm tốn vô cùng nói nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra một sự hưng phấn có thể có được thần tượng tán thành khiến cho hắn rất vui mừng a à, diễn trò làm cũng thật đủ mã đồng quang nhìn tất cả ở trong mắt trong lòng không khỏi cười lạnh mới vừa rồi còn nói hắn tìm tới vai diễn không đủ phân lượng không nghĩ tới lập tức lại có người thứ hai đến được người tiếp tục diễn cho tốt đi lăng đại sư lăng đại sư lăng đại sư càng lúc càng có nhiều người phát hiện ra lăng hàn bọn họ đều đi tới nhiệt tình chào hỏi lăng hàn có thể được lăng hàn gật đầu chào lại ở trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn có vẻ vô cùng hài lòng từ lúc mới bắt đầu mười mấy người đến mười mấy người rồi đến trên trăm mấy trăm lăng hàn bên cạnh gần như là người ta tấp nập thậm chí đem mã đồng quang lỗ tiên minh đều chen lấn ra ngoài ta nhổ vào đây là tình huống gì vậy Mã Đồng Quang có chút ngây người, lấy trí nhớ của tiên nhân, trước có bao nhiêu người lên không hạng, hắn tất nhiên biết rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, ở đây không có ai là từ trên không hạm xuống. Vậy muốn an bài một hai vai diễn thì dễ, nhưng hơn mấy trăm ngàn người lại rất khó khăn. chương 2170, tập hợp, hơn nữa, những người này mỗi người đều là chảm trần đỉnh phong. Mã Đồng Quang đột nhiên phát hiện mình đã đánh giá thấp lăng hàn. Thánh tử của đan đạo thành này hình như không đơn giản. Có lẽ, Hắn cũng không phải đánh giá thấp năng hàn, mà là khinh thường toàn bộ Đông Tiên vực. Cho nên cho rằng người từ chỗ này đi ra đều có năng lực thấp kém, chỉ cần hắn thoáng lộ ra khí vương bá là có thể thu phục. Sự thực chứng minh, một địa phương luôn có thể xuất hiện ra mấy thiên tài. Nhân vật cá biệt càng vô cùng kinh diễm, trong con người của hắn hiện lên một đạo hung quang, hắn thích thu phục thiên tài, càng là người ngạo khí đối với hắn mà nói lại càng có tính khiêu chiến. Mà khi người kia đạt được địa vị có thể uy hiếp hắn, hắn cũng không tiếp tục có ý định thu phục nữa mà sẽ không chút lưu tình điện loại bỏ đối phương đi lăng hàn dường như có khuynh hướng này khiến cho mã đồng quang càng lúc càng không thoải mái là người qua bái kiến lăng hàn càng lúc càng nhiều thậm chí không chỉ là đan sư nhị tinh ngay cả đan sư tam tinh cũng có vài vị tới mỗi người đều tóc trắng xóa chịu đủ thiên nhân ách hành hạ nếu không đột phá phân hồn đại nạn đang ở trước mắt đan sư tam tinh cuối cùng mã đồng quang mất đi sự ung dung hắn đúng là thiên tài đan đạo luyện đan chưa đầy trăm vạn năm đã là đan sư tam tinh thậm chí rất nhiều đan sư tứ tinh năm đó đều không thể theo kịp hắn nhưng hắn muốn cho đan sư tam tinh quỷ bái đối với hắn xin lỗi đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng mọi người đẳng cấp như nhau ai sẽ đến bái hắn giới đan đạo cũng không có quy định người thiên tài hơn sẽ bái ngươi lang hàn lại làm được điều này làm cho đố kỵ trong lòng mã đồng quang dâng trào cùng với sát ý hừng hực thiêu đốt chết, trong lòng hắn thầm nói, hắn hoàn toàn bỏ đi dự định muốn thu phục Lăng Hàn làm thủ hạ. Phải loại bỏ, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hắn không tiếc trả giá lớn, nếu không chờ tới thời điểm Lăng Hàn đi tới Tây Tiên Vực, nói không chừng sẽ có nhân vật lớn trong đan đạo coi trọng Lăng Hàn, thu hắn làm đệ tử. Như vậy hắn lại càng không thể nào loại bỏ Lăng Hàn được nữa. Không ai có dũng khí, lỗ tiên minh thu hết biểu tình biến hóa của mã đồng quang vào trong mắt. Trong lòng hắn lại thầm cười lạnh, hắn đã sớm nghĩ rằng Mã Đồng Quang sẽ nhanh chóng hết vọng tưởng, đến cuối cùng vẫn là sẽ diễn ra xung đột với Lăng Hàn, giống như hắn lúc ban đầu. Chẳng qua lúc đó hắn lòng dạ mềm yếu, không hạ sát thủ trước. Kết quả khi hắn muốn làm khó dễ, thế của Lăng Hàn đã thành, quá muộn. Hy vọng lần này Mã Đồng Quang tuyệt đối không nên dẫm vào vết xe đổ của hắn. Lăng Hàn biến thành một trung tâm, chỉ cần là một đan sư liền sẽ tới bái kiến hắn. Cho dù lúc ấy có người cũng không có đi tham gia lễ mừng, nhưng sau lại nghe được người khác thuật lại, đối với Lăng Hàn cũng vô cùng cảm kích. Hơn nữa một truyền người, mười 10 truyền một trăm, khiến cho thanh danh của Lăng Hàn càng lúc càng đang thịnh. Thật may, số lượng đan sư cuối cùng vẫn rất ít. Người vừa mới tiến vào trảm trần đỉnh phong lại càng thêm ít. Sau vài ngày, Lăng Hàn khôi phục lại sự thanh tính. Lăng Huynh, người lợi hại hơn ta, nghiêm tiên lộ thật lòng nói. Trước đây tuy rằng ta được gọi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ Thái An Thiên, có vô số người kính ngưỡng ta, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong thái an thiên mà thôi nhưng lang huynh người lại đi về trong toàn bộ đông tiên vực lang hàn cười ha ha nói chỉ là tương đối đúng dịp mà thôi lang hàn của nữ lợi hại nhất hổ nữ lại không chút khách khí ôm một cánh tay của lang hàn vui vẻ nói lang huynh quả thực lợi hại chỉ có điều Tam đồ thiên ở trong đông tiên vực lại là hạng trung bình thiên tài vô số nghiêm tiên lộ nghiêm nghị nói thiên kiêu của bọn họ được gọi là cuồng nhân tên là Lộ Hằng, chính là kẻ có tiếng võ đạo điên. Một khi đánh nhau liền lục thân không nhận, có người nói tam đô thiên không ai không sợ hắn. Lăng Hàn không khỏi hăng hái giặt rào, nói, vậy ta thật ra cũng muốn biết một chút về hắn. Nghiêm tiên lộ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười. Sớm nên nghĩ đến, Lăng Huynh chính là một người như vậy. Trên thực tế hắn cũng là người như vậy, chỉ là hắn đi một chuyến tới Quảng Long Thiên mới biết mình là kẻ ếch ngồi đáy giếng. Lại lấy một loại thân phận người cạnh tranh đi đối mặt, không còn là vương cao cao tại thượng chờ người phía dưới tới khiêu chiến trước nữa nhàn dỗi thì cũng nhàn dỗi nghiêm tiên lộ liền nói đến một ít chiến tích rực rỡ của lộ hằng sau khi lăng hàn nghe xong liền xác định cái danh hiệu cuồng nhân của lộ hằng cũng không phải là tự nhiên có được đúng là điên cuồng vô cùng đây là một quái vật xem chiến đấu trở thành cơm ăn uy 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 các người có nghe nói không một người đột nhiên cất cao giọng khi người kia nói ra những lời này Hắn nhất định chắc chắn những người khác đều không biết hắn muốn nói cái gì, để thỏa mãn cảm giác hư vinh khi mọi người nhìn về phía hắn. Quả nhiên, khi mọi người đều nhìn sang, người kia lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: "Tin tức mới nhất, cuồng nhân vừa bị đánh bại." "Cái gì? Cuồng nhân bị người đánh bại?" Nhất thời đoàn người bắt đầu xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình không tin, cho rằng đây chỉ là một lời đồn nhảm mà thôi. "Ha ha, cuồng nhân cũng không phải là lần đầu tiên bị người đánh bại." Có người lắc đầu cuồng nhân này ngay cả thăng nguyên cảnh cũng dám khiêu chiến. Bị người đánh bại không phải là chuyện rất bình thường sao? Ha 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 ha, rất nhiều người đều cười ha ha. Chảm Trần đừng nói đi khiêu chiến cường giả thăng nguyên cảnh, chính là tiên phủ cũng phải thất bại thảm hại. Cho dù ngũ chảm đế giả giống như lăng hàn, nhưng tối đa chỉ có thể đủ trấn áp âm hồn, địch nổi địa hồn, lại tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được thiên hồn. Chỉ là người bình thường làm sao có thể đi khiêu chiến thăng nguyên cảnh chỉ có tên biến thái cuồng nhân kia mới có thể làm chuyện như vậy. Không không không, đánh bại cuồng nhân không phải là thăng nguyên cảnh, người truyền ra tin tức lập tức lắc đầu, đó chính là tiên phủ cảnh, có người tiếp lời nói, cũng không phải, người truyền ra tin tức tiếp tục lắc đầu, thiên hồn, không phải, lúc này tiếng cười của mọi người lập tức nhỏ xuống, nếu như tin tức này là thật, vậy quả thực rất kinh người. Là cường giả đế giả cấp bậc phân hồn, có người suy đoán nói, chương 2171, cuồng nhân thất bại. Không ít người đều gật đầu, tuy rằng cuồng nhân chính là người đứng đầu chạm trần cảnh trong tam đô thiên, nhưng chỉ cần bước vào phân hồn, vương giả có thể sánh vai cùng hắn. Hoàng giả thậm chí có thể trấn áp hắn, dù sao đây là áp chế một cảnh giới lớn, các người đều đã đoán sai, đánh bại cuồng nhân cũng không phải là phân hồn, mà cũng là chạm trần. Người kia cuối cùng thả ra một tin tức giống như long trời lở đất vậy. Không có khả năng, nhất định là lời đồn nhảm, mệt cho ta còn đoán lâu như vậy lúc này cuồng nhân lại đi khiêu chiến cường giả nào hóa ra là đang nói bậy không có ý nghĩa chí ít chín phần trong số mọi người đều lắc đầu mỗi người đều hoàn toàn không chịu tin tưởng cuồng nhân chính là người đứng đầu trảm trần cảnh trong tam đô thiên cũng tương đương với người đứng đầu bảy thiên vực xung quanh nếu nói có trảm trần nào có thể bại hắn vậy không phải là đang nói đùa sao Chẳng lẽ là người đứng đầu Trảm Trần Thiên vực Trung thượng du, thậm chí trong Thiên vực Thượng du cố ý chạy tới khiêu chiến của Cuồng Nhân sao? Khả năng như vậy gần như là số 0, là sự thật, người kia thể nói, ta lấy tài sản tính mạng của mình ra bảo đảm, tin tức này là vô cùng xác thực không sai lầm. Đánh bại Cuồng Nhân là một người thần bí tên là Kỳ vô danh. Có người nói hắn cùng với Cuồng Nhân đánh một trận quỷ khóc thần gào, long trời lở đất. Cuồng Nhân thủ đoạn gì cũng đã đều sử dụng ra, nhưng vẫn bị đánh bại thậm chí thiếu chút nữa đã chết. Thời điểm hắn thoát đi chỉ có nửa bên thân thể, nghe hắn nói như vậy, nhiều người cất tiếng cười to hơn. Thực sự quá khôi hài, cho dù thật sự có người có thể đánh bại cuồng nhân, nhưng làm sao có thể ép hắn đến mức như vậy được. Trong lòng lăng hàn lại thoáng động, kỳ vô danh, đó cũng không phải là ngũ trảm đế giả bình thường, mà là đã từng tiên vương, tiên vương cửu trọng thiên. Thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể đo lường theo lẽ thường. Hắn cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, khiến cho phần lớn đế giả đều chỉ có thể ngước mắt nhìn theo nếu như nói là kỳ vô danh đánh bại cuồng nhân vậy lăng hàn thực sự tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái mã đồng quang xì một tiếng nói cái gì mà kỳ vô danh cuồng nhân chỉ là ếch ngồi đáy giếng thả tới tây tiên vượt đi lại có người nào có thể được gọi là thiên kiêu lăng hàn liếc mắt nhìn hắn một cái lắc đầu không nói gì thêm cái gì là ếch ngồi đáy giếng hắn mới đúng lăng huynh người cảm thấy ta nói có gì sai sao Mã Đồng Quang đột nhiên chỉ đầu mâu nhắm ngay về phía Lăng Hàn. Sai vô cùng, Lăng Hàn thản nhiên nói, cũng hoàn toàn không nể mặt hắn chút nào. Hắn vốn muốn cùng đối phương hòa hòa khí khí, ai có thể biết được người này lại muốn chủ động trêu chọc hắn. Hắn cũng không phải là bột nhão, người nghĩ nắm thì nắm. Người nghĩ ngươi là ai chứ? Lăng Huynh, người không phục sao? Mã Đồng Quang lộ ra dáng vẻ uy nghiêm đáng sợ nói đây là thời điểm để cho con ếch ngồi đáy giếng này biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên ầm um, nữ hoàng và hổ nữ đồng thời ra tay hai trường tuyết trắng ngọc vỗ qua nhất thời thiên địa đều bị thất sắc hai người các nàng đều không phải là người nói tới quy củ lớn mật mã đồng quang hừ lạnh hai nữ nhân này lại dám ra tay với hắn Hừ, cho rằng bộ dạng xinh đẹp ai cũng phải nhường các nàng nuông chiều các nàng sao nhưng hắn lập tức sợ hãi bởi vì công kích của hai nàng sắc bén vô cùng khiến cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn hắn vội vàng toàn lực ra tay ầm lực lượng khủng khiếp cuốn qua hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt lại hóa thành một điểm đen nhỏ nữ hoàng và hổ nữ nhìn nhau một cái lần đầu cảm giác đối phương lại có chút thuận mắt lỗ tiên minh lại nghẹn họng nhìn chân chối hắn vẫn luôn mù quáng tin tưởng tây tiên vực cường đại mã đồng quang là đan võ song tu chẳng những là thiên tài trên đan đạo cũng là đế giả võ đạo cùng giai một trận đánh chắc hẳn tuyệt đối không có đối thủ mới phải nhưng hai nàng vừa liên thủ một chiêu lại đánh hắn bay đi cái này cái này bảo hắn làm sao tiếp nhận được điều này lang hàn cười nhạt theo như lỗ tiên minh điều này giống như trời muốn sụp xuống nhưng đối với hắn mà nói lại là chuyện quá bình thường mã đồng quang đúng là đế giả nhưng tối đa chỉ có thể so sánh cùng nghiêm tiên lộ bất kể là nữ hoàng hay hổ nữ đều mạnh hơn hắn một ít Hai nàng liên thủ tất nhiên càng đáng sợ hơn, có lẽ đổi lại là Lăng Hàn tới, cũng chỉ có thể bị một chiêu đánh bay. Khác biệt ở chỗ, Lăng Hàn sẽ bị đánh bay, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương mà thôi. Lăng Hàn cũng lười đi đả kích Lỗ Tiên Minh, hắn chỉ thản nhiên đảo mắt nhìn qua, sau đó liền không tiếp tục quan tâm nữa. Nhưng coi thường như vậy lại làm cho toàn thân Lỗ Tiên Minh đều run lên. Đây là bị tức giận, nhớ kỹ, dù thế nào hắn cũng là đan sư nhị tinh sau này muốn trở thành đan sư tam tinh chính là dễ như trở bàn tay chỉ là thành tiểu tứ tinh có chút khó khăn nhưng lang hàn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hắn thêm một cái cũng lười điều này khiến cho hắn trực tiếp bị một vạn tổn thương đáng giận đáng giận đáng giận mà một người khác kêu to đáng giận lại chính là mã đồng quang hắn va chạm phải một ngọn núi mới có thể dừng bay được sau khi rút thân ra khỏi ngọn núi hắn đã tức giận đến toàn thân bốc hỏa nhưng đồng thời cũng tràn ngập kiêng kỵ tuy rằng hắn khinh địch tuy rằng hắn bị hai nàng liên thủ công kích nhưng không thể phủ nhận thực lực của hai nàng tuyệt đối mạnh mẽ nếu không làm sao có thể một chiêu đã đánh bay hắn đông tiên vực lại có thiên tài như vậy lăng hàn quả nhiên là đại địch của hắn người này không chỉ có thành tựu đan đạo kinh người bên cạnh cũng có hai cường lực cứu giúp hơn nữa còn xinh đẹp đến kinh tâm động phách điều này khiến cho người người phải đố kỵ chỉ có điều thực lực của bản thân lăng hàn chắc hẳn không được tốt lắm trong lòng mã đồng quang chắc chắn nếu không vừa rồi người ra tay cũng không phải là hai nàng mà là lăng hàn ở trong dương hồn hải chỉ cần lăng hàn cùng hai nàng tách nhau ra chính là thời điểm hắn hạ thủ thư nhã dung tới không biết là ai kêu lên một tiếng nhất thời thu hút ánh mắt của vô số người thư nhã dung đệ nhất mỹ nữ quảng long thiên còn là vô địch đế giả bất luận nàng đi đến nơi nào đều sẽ trở thành vì trung tâm chú ý của mọi người chương 2172, tự dước lấy nhục. Y phục màu trắng tung bay, chỉ thấy một mỹ nữ tuyệt sắc đạp không đi tới, mái tóc nàng đen như mây, phiêu giật xuất trần, đó không phải thư nhã dung thì là ai. Ánh mắt nàng đảo qua, lập tức tập trung ở trên người lăng hàn, lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Bởi vì côn bằng cung có vị tiên vương ra mặt thay lăng hàn, bởi vậy thế lực tiên vương ở Quảng Long Thiên đều không có tìm lăng hàn gây phiền phức. Ngược lại, không phải là nói lúc đó bỏ qua cho lăng hàn, mà là tất cả mọi người theo quy định tới. Chảm trần đấu với chảm trần, phân hồn đấu với phân hồn, tuyệt đối sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ. Dĩ nhiên, điều này chỉ phát sinh ở thực lực tương đối gần với thế lực tiên vương. Bằng không nếu như tiểu bối thế lực thăng nguyên cảnh bị người giết chết, vậy tuyệt đối là bị thế lực tiên vương trực tiếp tàn sát. Mã Đồng Quang đã quay trở về, chỉ là hắn không có mặt mũi nào đi đối mặt với mấy người lăng hàn. Nhưng thời điểm nhìn thấy Thư Nhã Dung, con người của hắn không khỏi phát ra ánh sáng nữ nhân này cũng thật xinh đẹp còn có một loại khí thế lăng nhân giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế rút ra khỏi vỏ khiến người ta không nhịn được muốn tránh phong quang của nàng khí thế như vậy thực sự quá kinh người quá động lòng người trong lòng mã đồng quang kinh hoàng khí thế như vậy hắn chỉ mới từng nhìn đến ở trên người những nhân vật lớn kia nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trên người một nữ tử trảm trần cảnh không thể tưởng tượng nổi hay hơn chính là nữ nhân này hiển nhiên cực kỳ khó chịu đối với lăng hàn kẻ địch của kẻ địch chính là minh hữu hắn lập tức đi tới nói tại hạ mã đồng quang đến từ tây tiên vực còn có thể luyện được ít đan dược hiện tại chính là đan sư tam tinh rất lợi hại đi chẳng những là thiên kiêu võ đạo đến từ tây tiên vực còn là một đan sư tam tinh hai điều này cùng kết hợp lại khiến cho hào quang trên đầu hắn càng rực rỡ lóa mắt thư nhã dung quét mắt nhìn hắn một cái khóe miệng cong lên lộ ra một sự khinh bỉ rõ ràng nàng đường đường là tiên vương trước đây còn đạt tới độ cao thất trọng thiên cần phải để mắt tới một chảm trần đế giả hay là đan sư tam tinh nho nhỏ hay sao có thể làm cho nàng chú ý vậy chỉ có thiên kiêu võ đạo chân chính giống như dị giống như lăng hàn cút sang một bên nàng lạnh lùng nói âm thanh lạnh như băng dựa vào trong lòng mã đồng quang không khỏi mắng thầm một tiếng thế nào người của đông tiên vực mỗi người đều lớn lối như vậy lẽ nào ngươi không nghe được ta là đến từ tây tiên vực hơn nữa còn là đan sư tam tinh sao nàng thật không coi ai ra gì hắn hung hãn ra tay lúc trước ở trước mắt bao người chịu thiệt một lần nếu như hắn không nhanh chóng lấy lại mặt mũi này trở về bảo hắn làm người như thế nào hơn nữa hắn ở khắp nơi tuyên bố mình là võ giả tây tiên vực biểu hiện ra cảm giác về sự ưu việt mãnh liệt dù thế nào cũng không thể lại xám xịt mặt mài trở về được thư nhã dung vốn đang tức giận không khỏi càng tức giận hơn nàng giơ tay lên một cái nàng cũng triển khai tiên pháp đáp lễ về phía mã đồng quang đương nhiên uy lực của một thư nhã dung không sánh bằng hổ nữ và nữ hoàng liên thủ nhưng nàng kiếp trước chính là tiên vương chính là mạnh hơn một bậc so với đế giả bình thường trước đây ở trên phương diện chiến lực ngay cả lăng hàn cũng chỉ là ngang hàng cùng nàng mà thôi mã đồng quang sao có thể so sánh được hắn đúng là đế giả xét từ trình độ thực lực mạnh hơn tây tiên vực nhưng đế giả tây tiên vực đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu chí ít hắn ở đông tiên vực không thể đưa về nhóm mạnh nhất chắc hẳn chỉ ngang hàng cùng nghiêm tiên lộ như vậy là rất bất phàm nhưng hắn muốn đấu với thư nhã dung tiên vương chuyển thế này sao không được chỉ chừng trăm chiêu mà thôi mã đồng quang lại rơi vào hạ phong sau năm trăm chiêu đã lộ ra sự suy yếu sau nghìn chiêu hắn luống cuống tay chân nhìn thấy một cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đều lộ vẻ xem thường đúng là sói ba đuôi không có thực lực gì mất mặt cho dù là lỗ tiên minh cũng có chút mặt đỏ chí ít bây giờ hắn còn là thuộc hạ của mã đồng quang chủ tử mất mặt ở trên mặt hắn cũng khó nhìn xem như nể tình tố hoàn hương tha cho ngươi một mạng thư nhã dung khẽ hừ một tiếng lại đánh bay mã đồng quang nhưng nàng cũng không thừa thắng truy kích giết chết đối phương mà lãnh đạm thản nhiên thu tay lại ầm ừ, mã đồng quang nặng nề ngã trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy trên ngực sôi trào trên mặt nóng hừng hực nhưng trong lòng của hắn lại càng kinh hãi hơn bởi vì tố hoàn hương trong miệng của thư nhã dung đúng là tổ sư của hắn tố hoàn hương một vị nhân vật truyền kỳ ở tây tiên vực lấy đan nhập đạo đã là đại sư ngô tinh lại là tiên vương hơn nữa còn là tồn tại tứ trọng thiên rất có khả năng trùng kích ngũ trọng thiên lục trọng thiên thậm chí cảnh giới cao hơn nhưng từ giọng điệu thư nhã dung có thể thấy nàng không chỉ biết tố hoàn hương thậm chí còn vị tiên vương này có giao tình làm sao có thể ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua tổ sư được mấy lần Nhưng chảm trần nho nhỏ ở đông tiên vực này lại làm thế nào nhìn thấy được Nàng cũng đang khoác lác sao Nhưng đối phương có cần phải lừa gạt hắn sao Nàng, rốt cuộc là ai Mã đồng quang hỏi Thư nhã dung xem thường trả lời Trên mặt viết đầy ba chữ Người không xứng Mã đồng quang rất thương tâm Nhưng hắn chỉ có thể kìm nén đi qua một bên Trời ạ, à, nữ nhân đông tiên vực thế nào lại đều lợi hại như vậy Cút sang một bên, người cản đường của ta. Thời điểm hắn vừa đặt mông ngồi lên một tảng đá lớn, phía sau lại truyền tới một âm thanh, rất lạnh lùng, rất ngạo mạnh, càng có một loại cuồng ngạo nói không nên lời. Mã đồng quang lại khó chịu. Ta đang yên đang lành ngồi ở đây, người muốn đi qua, sao không vòng qua đi. Con mẹ nó ta chiếm rất nhiều diện tích sao. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết, mã đồng quang vừa mới nói ra ba chữ, cổ đã bị tóm lấy. Cuối cùng hắn bị người xách lên, sau đó thân thể nhẹ bỗng một cái lại bay ra ngoài. Người ở giữa không trung, hắn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, giống như một ngọn núi cao lọt vào trong tầm mắt của hắn, tản ra khí thức bá đạo vô tận. Ầm, um, mã đồng quang bị lại đánh vào trong thân núi, hai tay, hai chân mở ra, vẻ mặt hắn khiếp sợ giấy rựa đi ra, liên tục nôn ra máu. Đầu tiên là máu đen như mực, rồi đến đỏ tươi, cuối cùng càng thành màu vàng. Chương 2173, dị thượng. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi hắn lại bị thương nặng tuy rằng hắn quả thật có chút khinh địch nhưng lại khinh địch thế nào đi nữa cũng có không cách nào che giấu thực lực giữa hai người tranh lệch cực lớn ông trời của ta ơi đông tiên vực đây là muốn nghịch thiên sao thế nào một người tùy tiện chạy đến đều có thể ngược hắn gì? con người trong mắt thư nhã rung thoáng co lại nhẹ giọng kêu lên nam nhân cao lớn này xoay người lại lộ ra một gương mặt thô lỗ lại tràn ngập nghị lực mái tóc đen của hắn dối bời có chút lôi thôi lách thách, lại làm cho hắn có ma lực càng thêm tiêu sái không kìm chế được. Dị, đệ nhất thiên kiêu quảng long thiên, thậm chí lực áp hai vị tiên vương chuyển thế, thư nhã dung, đường minh long này. Hắn mạnh mẽ đến mức không có cách nào hình dung, mà điều khiến cho lăng hàn kinh ngạc chính là, hai đồng tử của đối phương lại là một vàng một bạc, tản ra mị lực tà dị. Thế nào, muốn ngủ với ta sao? Dị nhìn về phía thư nhã dung, lộ ra dáng vẻ tươi cười vô cùng tà khí gương mặt thư nhã dung không khỏi cứng lại, nam nhân này phóng đáng không kiềm chế được, rõ ràng nắm giữ thiên phú võ đạo vô cùng kinh người, nhưng lại hoàn toàn không có chút nào phong thái nào của đại tông sư tương lai, tà khí trùng thiên. Người cuối cùng đã xuất hiện, nàng nói, vẫn liếc mắt nhìn lăng hàn, nếu như gì cũng có thể xuất hiện ở tam hoa cốc, vậy cho dù không ngăn cản được kỷ vô danh, chỉ ít có thể ngăn cản được lăng hàn, bảo toàn một ít sinh lực cho quảng long thiên. Không giống bây giờ, đế giả chết gần như hết. Ha 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 ha, thế nào Quảng Long Thiên, Thái An Thiên lại chỉ có mấy người như vậy tới đây. Trong một tiếng cười dài vang lên, một nam tử dáng người rong rỏng cao xuất hiện. Toàn thân hắn mặc y phục màu xanh, khuôn mặt anh Tuấn. Thực sự yếu quá, hai thiên vực này còn cần phải tồn tại sao? Không bằng sát nhập vào tam đô thiên chúng ta, lại một tên nam tử xuất hiện. Trên người hắn đều là lông, cũng không có mặc quần áo, mà từng dây xích quấn quanh toàn thân. Dù sao lông nhiều, cũng không cần lo lắng về vấn đề lộ ra thân thể trần chuồng. Quảng Long thiên quật khởi chỉ có trăm ngàn vạn năm, ở trong thiên vực, đây là khoảng thời gian rất ngắn. Phần lớn thiên tài còn đang trong quá trình trưởng thành, còn xa mới có được thanh danh. Bởi vậy ở trong mắt các thiên vực khác, hai thiên vực này cũng giống như thích vân thiên, đều vô cùng yếu. Mà bây giờ nhìn cũng vậy, các thiên vực khác nhân tài đông đúc, nhưng đế giả của Quảng Long thiên, Thái An thiên lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là ít ỏi, dị thoáng lộ ra một vẻ tươi cười yêu tà, nhìn lại về phía hai nam tử này. Hai cặn bã, các ngươi muốn chết phải không? a à, nam tử áo xanh thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn dùng vẻ mặt không thể nói nổi, nhìn gì? Ngươi nói cái gì? La sinh huynh, hắn nói hai chúng ta là đống cặn bã. Nam tử lông lá cười tiếp lời, hai người nhìn nhau một cái, đều cười to, thực sự chơi rất vui. Võ giả của một thiên vực yếu lại dám nói hai người bọn họ là đống cặn bã. Nếu như bọn họ là đống cặn bã, vậy những người khác là cái gì, cặn bã xám sao? Ta, La Sinh Nguyên, chảm trần trong tam đô thiên, xếp hạng thứ 9. Nam tử áo xanh chỉ chỉ lồng ngực của mình, vẻ mặt ngạo nghễ. Tam đô thiên lại là thiên vực trình độ trung du, ở trong thiên vực này cũng có thể xếp hạng thứ 9, thực lực La Sinh Nguyên đương nhiên cường hãn vô cùng. Cũng khó trách hắn sẽ tự tin như vậy, thì bân, xếp hạng thứ 10 ở tam đô thiên, nam tử lông lá lại nói, không có hứng thu biết, dị phất phất tay, thần sắc vô cùng khinh thường, thật là một gia hỏa cuồng vọng, thì bân nam tử đầy lông lãnh đạm thản nhiên nói, vậy giết hắn đi, là sinh nguyên lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ, được, giết hắn, thì bân bước nhanh ra ngoài, ầm, um, hắn rõ ràng chỉ là một bước nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng cả vùng đều ra rung lên dữ dội. Đây là một thiên kiêu thật sự, kinh thiên, động địa. Hắn đang lớn tiếng dọa người, cố ý tạo áp lực cho dị. Mau nhìn mau nhìn đi, thì bân sắp ra tay, đây chính là đế giả xếp hạng thứ 10 ở Tam Đô Thiên. Bất kể đi tới thiên vực nào xung quanh đây, cũng không sẽ yếu hơn thiên kiêu mạnh nhất ở nơi đó. Đối thủ của hắn là ai? Người này có thể thảm rồi, vậy thì cũng không nhất định. Người ta là gì? Đệ nhất thiên kiêu của Quảng Long Thiên. Không sai, chỉ có điều, Quảng Long Thiên quá yếu. Cùng Thái An Thiên, Thích Vân Thiên đều xếp ở thứ hạng dưới đáy của Đông Thiên Vực. Cho dù là đệ nhất đế giả có thể mạnh mẽ tới mức nào. Ừ, ta cũng xem trọng thi bân ta cũng vậy mọi người xung quanh đều mồm năm miệng mười sau khi dương hồn hải mở ra mọi người khó tránh khỏi phát sinh đại chiến ai xuất sắc nhất mới có thể được món quà lớn của thiên địa tu luyện ra dương hồn mạnh nhất bởi vậy cho dù hai người trước sau không gặp nhau thật ra cũng là đối thủ chỉ là không có trực tiếp so chiêu mà là liều mạng đánh ra số mệnh dị thoáng lộ ra một nụ cười diễu cợt đợi tới thời điểm một trưởng của thi bân đánh tới hắn mới chợt ra tay trong bàn tay lớn phóng ra hóa thành một bàn tay khổng lồ ngập trời từng quy tắc hóa thành dây xích lao tới bao phủ về phía thi bân sắc mặt thi bân nhất thời trở nên sắc thân là một đế giả hắn tất nhiên kiêu ngạo vô cùng nếu ngay cả kẻ địch mạnh yếu cũng không thể phân biệt ra vậy hắn là thiên kiêu cũng chỉ là nói bậy mà là kẻ cực kỳ ngu ngốc tam nguyệt minh hỏa hắn quát nhẹ ầm toàn thân hắn có tiền diễm bay lên hóa thành một ký hiệu đại đạo chấn áp về phía dị minh hỏa tiên vương pháp Dị nhếch miệng cười, bàn tay lớn hoàn toàn không có nửa điểm lùi bước, tiếp tục chộp về phía Thi Bân. Ầm, um, hai người hoàn thành giao phong lần đầu tiên, cuộc diện xuất hiện rằng con ngắn, sau đó lại lập tức bắt đầu giao phong kịch liệt. Ầm um, ầm um, ầm um, ầm, um, bọn họ đều ra tay rất mau, trong nháy mắt hai bên đã trao đổi hơn 10 chiêu, thật nhanh, tất cả mọi người đều thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không phân biệt rõ được ai chiếm thượng phong, ai lại ở vào vị trí hạ phong. Trời ạ, à, đó thật sự là người của Quảng Long Thiên sao? làm sao có thể mạnh như thế, cho dù bại bởi thi bân, hắn cũng đủ để danh chấn tiên vực. Thực sự không ngờ được, hóa ra Quảng Long Thiên còn có đế giả mạnh như vậy. chương 2174, dị hạ. Các ngươi đừng nên quên, Quảng Long Thiên có vài vị tiên vương bát trọng. Thời điểm người ta còn đang là trảm trần, người ta không phải là thiên tài nghiền ép một thời đại sao. Cũng đúng, chỉ có điều, ở trước mặt cuồng nhân, tất cả đều là khoảng không. Cuồng nhân quá mạnh mẽ, đúng vậy, lại còn có người nói cuồng nhân bại bởi một người tên là Kỳ Vô Danh. Thực sự quá buồn cười, vậy cũng có thể sao? ầm um, thời điểm mọi người ở đây nghị luận ầm ý, chỉ thấy một bóng người xẹt qua. Cuộc chiến đấu đã phân ra kết quả, một người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng trúng núi đá, toàn thân đều không thấy được. Người kia là ai, bởi vì chưa đi đến chỗ núi đá, mọi người nhìn không thấy được. Nhưng điều này cũng không sẽ tạo thành quấy nhiễu gì, bởi vì chỉ cần nhìn người còn đứng là ai là được. Là gì, người trẻ tuổi yêu dị vô cùng này được lại có thể đánh bại thi bân. Trời ạ, à, tất cả mọi người không thể tin được, nhưng sự thực lại thắng hùng biện, quá nghịch thiên. Thế hệ trẻ của Quảng Long Thiên làm sao có thể mạnh như thế? Dị cũng không đắc ý cười to, bộ dạng rất tùy ý, giống như hắn đánh bại cũng không phải là đế giả xếp hạng thứ 10 của Tam Đô Thiên, chỉ là con chó con mèo không quan trọng gì đó. Nhưng chính là không thèm để như vậy ý, lại khiến cho mọi người càng thêm chấn động kinh sợ. Kế tiếp là người sao? dị vươn tay, chỉ về phía La Sinh Nguyên. La Sinh Nguyên thoáng lộ ra vẻ nổi giận, rất muốn sông lên, nhưng lại nhịn xuống. Xếp hạng của hắn quả thực cao hơn so với Thi Bân, nhưng chỉ là một thứ hạng mà thôi. Thực lực cũng không mạnh hơn Thi Bân quá nhiều, nếu đấu lại dị, khả năng cũng bị thua là rất lớn. Vậy hắn cần gì phải đi tự rước lấy nhục, mặc dù không có ứng chiến có chút tệ hại, nhưng lẽ nào dễ nhìn hơn bị thua hay sao? Dị lộ ra nụ cười tà khí, nói, sợ rồi sao, đáng tiếc, các ngươi không nên chọc ta, vèo, thân hình hắn xông ra, cần gì quan tâm người có muốn đánh hay không, hắn trực tiếp ra tay. Lần này, hắn thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn. Hình như vừa rồi hắn chỉ mới làm nóng người, hiện tại mới là thật sự hành động. Hắn thật sự quá mạnh mẽ, đại đạo quy tắc hóa thành từng thần liên, quấn về phía la sinh nguyên. Đây tuyệt đối có thể sánh bằng tiên khí cấp bậc tam tinh. Đối với dương hồn thậm chí âm hồn đều có lực sát thương cực lớn trong lòng la sinh nguyên thầm kêu biến thái thế nào quảng long thiên lại xuất hiện phải thiên tài kinh khủng như vậy quả thực không thể nói lý không có thể suy nghĩ nhưng người ta cũng đã xông qua hắn có thể không ứng chiến sao trong nháy mắt cuộc chiến đấu trở nên gay cấn đáng tiếc thứ nhất ý chí chiến đấu của la sinh nguyên không cao thứ hai dị quả thực quá mạnh mẽ rất nhanh la sinh nguyên bị đánh cho chỉ còn lại có khả năng chống đỡ tất cả mọi người đều hít khí lạnh dị cường đại khiến cho bọn họ hoàn toàn thật không ngờ hóa ra quảng long thiên lại có đế giả như vậy chỉ có điều đây chỉ là hiện tượng cá biệt trong thái an thiên thích vân thiên hẳn không có thiên tài cấp bậc như vậy ầm um, lại chiến đấu một hồi chỉ thấy la sinh nguyên cũng bị dị một quyền đánh bay mà lần này sát ý của dị tăng mạnh còn đuổi theo muốn giết chết la sinh nguyên nhưng đối phương lại sử dụng một loại độn thuật trực tiếp di chuyển trong nháy mắt rời đi còn ai đứng ra sát ý của dị không có được phát tiết Hai mắt vàng bạc sáng ngời giống như ánh mặt trời. Hắn đưa mắt nhìn về phía mọi người ở bốn phía xung quanh một vòng, sau đó đột nhiên xông ra. Đúng là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, giết lung tung một hồi. Ầm 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 ầm, chiến lực của hắn vô cùng cường đại, chỗ nào thân hình hắn xông qua, chỉ thấy từng bóng người bị đánh bay, gần như không ai có thể địch nổi một đòn của hắn. Có vài người còn bị giết chết trong nháy mắt, máu tươi bắn ra đầy đất. Quả nhiên là người điên cuồng nhân ở trước mặt hắn căn bản không thể so sánh được. Dị, người điên rồi, thư nhã dung vội vàng sông ra ngoài, muốn ngăn cản dị giết lung tung. Bằng không người có thể làm loạn, các thiên kiêu khác cũng có thể tiến vào Quảng Long thiên giết lung tung một hồi, vậy trên đời này sẽ càng lộn xộn. Có vài quy định là mọi người phải giữ, dị căn bản không đáp lại, hai con mắt vàng bạc càng thêm sáng ngời. Hắn đột nhiên nhìn về phía bốn người lăng hàn, xông qua. Đây là một kẻ điên, cũng là một kẻ có thực lực cường đại khiến người ta suy sụp phát điên. Cho dù là nghiêm tiên lộ chống lại dị, chắc hẳn cũng chỉ 3 đến 5 chiêu đã bị đánh chết. Cái gọi là yêu nghiệt nghịch thiên, chính là chỉ quái vật như vậy. Dị xông qua, trong tròng mắt màu vàng và màu bạc thoáng động ký hiệu đại đạo, giống như một vị ma thần có thể hủy thiên diệt địa, phía sau có quy tắc hóa thành nghiệp hỏa vô tận, bao phủ toàn bộ bầu trời. Hai mắt diệt thế, hổ nữ lộ ra biểu tình nghiêm nghị, lúc này ở trên người nàng biểu hiện ra ngoài vẻ thận trọng cực kỳ hiếm thấy sao lăng hàn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng có thể làm cho hổ nữ thận trọng như vậy dị này tuyệt không đơn giản chỉ có điều trong lòng mặc dù có nghi ngờ nhưng người hắn đã xông ra ngoài đối thủ như vậy ngàn năm một thuở ầm lăng hàn một quyền đón nhận va chạm với cùng dị một cái quy tắc vô tận đánh nghiền nát vô cùng trói mắt đang lúc mọi người đang chăm chú nhìn chỉ thấy lăng hàn cùng dị đứng đối mặt cách nhau 10 trượng, bọn họ đều vẫn duy trì tư thế ra quyền, rõ ràng kết thực không chạm nhau, nhưng lực quy tắc ở trên nắm đấm của bọn họ lại nhộn nhạo, khiến cho bọn họ ai cũng có không cách nào tiến lên dù chỉ một chút. Đây là thế lực ngang bằng, vẫn tạm thời khó phân cao thấp. Hắc, chỉ nghe hai người đồng thời gào một tiếng, đều bắn ra ra chiến lược mạnh hơn, ầm, đối phương chấn động bay ra ngoài, veo, veo, hai người đồng thời bay ngược ra hơn 10 trượng, sau đó lập tức lại đứng vững bước chân, đạp ở trong hư không thật sự chẳng phân biệt được trên dưới. A, à, này này này, sao có thể như vậy được? Ngay cả La Sinh Nguyên thì Bân cũng bị đánh bại. Thực lực của dị này tuyệt đối vô cùng khủng khiếp, nhưng người này lại có thể cùng dị đánh không phân thắng bại. Người kia là từ Thái An Thiên đi ra, tên là Lăng Hàn. Hơn nữa còn là một đan sư, có người nói hắn từng khai đàn qua, được vô số đan sư coi trọng gọi là đại sư. Chương 2175, hai đại đế giả mạnh nhất. Cái gì? một đan sư lại có thể cũng địch nổi đế vương võ đạo sao ta không tin ta cũng không tin vậy thái an thiên quảng long thiên là muốn tập kích ngược sao lại có thể đồng thời xuất hiện hai vị kỳ tài kinh thiên động địa còn có kỳ vô danh thần bí kia có người nói cũng từ thái an thiên quảng long thiên chạy ra tất cả mọi người đang ôm đầu kinh ngạc kêu lên thái an thiên quảng long thiên thích vân thiên ba thiên vực suy nhược lâu ngày đây là chuyện được mọi người công nhận đã hình thành một loại thói quen nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhân vật giống như lăng hàn và dị điều này đã lật đổ thói quen bảo người ta làm thế nào thích ứng được vui vẻ vui vẻ lăng hàn cười to hai tay hóa thành hạt mưa về điên cuồng đánh phía dị hai mắt hắn đã phát sáng đây là do ý chí chiến đấu của hắn đang ngừng ngực thiêu đốt có chút thú vị khóe miệng của dị lại cong lên lộ ra một nụ cười tà mị hai tay hắn rung lên lại hóa thành hai màu vàng bạc đại đạo nhộn nhạo uy lực vô tận ầm um, sau lần giao phong này lăng hàn bị cứng rắn đánh bay ra ngoài giống như hóa thành một đạo lưu tinh thất bại lăng hàn thất bại ta đã nói rồi thiên vực nhỏ giống như thái an thiên làm sao có thể liên tục xuất hiện hai vị thiên kiêu siêu cấp lúc này mới là hợp tình hợp lý tất cả mọi người gật đầu lúc này mới phù hợp với nhận thức của bọn họ nhưng sau một khác bọn họ lại lập tức trợn chừng hai mắt kinh ngạc đến cực hạn bởi vì lăng hàn xoay người lại ổn định thân hình sau đó lấy khí thế lớn gấp 10 lần xong trở lại, cũng một quyền đánh bay dị. Dị cũng không chậm trễ, lập tức dừng thân hình lại, đáp lễ về phía Lăng Hàn. Ầm ầm ầm, hai đại thiên kiêu đánh nhau, va chạm, phát nổ. Cục diện vô cùng kịch liệt, đây là đại đạo va chạm, cũng là hai người trẻ tuổi tu đạo va chạm. Cả hai đều muốn đè ép đối phương xuống, trở thành kẻ mạnh nhất. Bọn họ đều là Ngũ Trảm, hơn nữa đã tu luyện Ngũ Trảm đến trình độ không có cách nào tiến thêm được nữa chiến lực tự nhiên khủng khiếp vô hạn hơn nữa đây là ở dưới tình huống bọn họ không có dùng tới con át chủ bài ví dụ như lăng hàn không có dùng cửu thiên hỏa huyền âm mẫu thủy hay là lực của hắc tháp lực tiên thai hắn chỉ là lấy thực lực bản thân cùng dị chiến đấu kịch liệt veo 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 thân ảnh của bọn họ nhanh giống như tia chấp cho dù là tứ chảm hoàng giả cũng không có cách nào bắt được quỹ tích của bọn họ chỉ có thể từ tàn vết sau đại đạo khi bọn họ chiến đấu để tiến hành phán đoán quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ tất cả mọi người đều cảm thấy ra đầu tê dại chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại cảm giác ớn lạnh trên đời này lại có chảm trần cường đại như vậy hơn nữa còn không phải là một vị chính là hai vị thậm chí hai vị quái thai này đều đến từ địa phương nhỏ như quảng long thiên thái an thiên vậy không thể tưởng tượng nổi không có cách nào tiếp nhận cho dù là thư nhã dung cũng bị đoạt hết tất cả thần hồn kiếp trước nàng chính là tiên vương thất trọng nhãn lực cao minh nhãn giới cao hiếm thấy các loại nhân vật nhỏ giống như mã đồng quang, căn bản cũng không có tư cách để cho nàng liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Nhưng bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, thời gian mình trẻ tuổi còn xa mới cường đại được như vậy. Cho dù hiện tại chuyển thế trùng tu, có kinh nghiệm của tiên vương, nhưng chiến lực vẫn là thua hai người trẻ tuổi này. Trừ khi nàng vận dụng con át chủ bài, mới có khả năng giết chết hai người trẻ tuổi này. Nàng không khỏi nghĩ đến kỷ vô danh, vị đại nhân kia ở thời gian trẻ tuổi chính là loại tồn tại khiến cho thiên hạ đế giả tuyệt vọng. Sinh ra ở cùng một thời đại với hắn, quả thực chính là một loại bi ai, sẽ bị so sánh với hắn đến thương tích đầy mình. Hiện tại vị đại nhân kia chuyển thế trùng tu, hơn nữa còn là cố ý gây ra, tất nhiên là để mạnh hơn. Cho nên, vị đại nhân này chắc hẳn có thể vững càng ép được lăng hàn cùng dị. Thậm chí, hai người này liên thủ cũng không phải là đối thủ. Ánh mắt của nàng không khỏi kiên định vị đại nhân kia nắm giữ trí tuệ lớn quyết tâm lớn quyết đoán lớn bỏ qua thân tiên vương cửu trọng chuyển thế trùng tu đã như vậy hắn khẳng định có nắm chắc tuyệt đối thật sự là vô địch cùng giai đế giả mạnh nhất ha 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 lăng hàn cười to từng quyền chém ra hắn chỉ cảm thấy thoải mái vui vẻ giống như có thứ gì đó muốn từ trong cơ thể phá xác loa ra nhưng bao giờ cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó không có cách nào thực hiện được bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá dương hồn nhưng cần bắt được hồn thai chóc, phân ra một phần thần hồn mới có khả năng tiếp tục. Tiểu Tháp nói, Lam Hàn gật đầu, cái gọi là phân hồn cảnh chính là tự phân thần hồn của mình ra. Phân hồn tứ cảnh liền phải phân ra bốn lần, đây cũng không phải là ngươi muốn phân là có thể phân được, cần mượn lực lượng thiên địa. Bởi vậy, muốn đột phá dương hồn lại nhất định phải tiến vào dương hồn hải. ầm, um, hai đại đế lại trao đổi một đòn, cả hai đều bắn bê trở ra, kéo khoảng cách xa gần trăm trượng. Ngươi có tư cách làm bằng hữu của ta? Dị không tiếp tục xuất thủ, mà nhìn về phía Lăng Hàn gật đầu, thoáng lộ ra một vẻ khẳng định. Lăng Hàn cười nói, ngươi xác định ta cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ta tin tưởng, ngươi là người giống như ta. Dị nhếch miệng cười, tà mị vô cùng. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, người này tuy rằng điên cuồng, lại là người đầy mị lực. Hắn cũng không phải là người dây dưa, lúc này gật đầu, cười nói, "Ta là Lăng Hàn, dị, hai người nhìn nhau." đồng thời cất tiếng cười to, thần sắc cực kỳ vui thích, giống như đã là bằng hữu tri kỷ nhiều năm. Hai người tuyệt đối đều là cuồng nhân chiến đấu, hiện tại cả hai đã đánh ra giao tình, nhưng dị cũng không phải là loại người nhiệt tình. Sau khi cùng Lăng Hàn phất phất tay, hắn liền sang một bên xuống, giống như cổ thạch. Tuy rằng hắn đã trở nên yên tĩnh, nhưng không ai dám tới gần, rất sợ hắn lại đề nghị điên cuồng đánh tiếp. Lăng Hàn lại đi trở về bên cạnh đám người hổ nữ, nói. Hai mắt diệt thế kia là cái quỷ gì vậy? Trong truyền thuyết, mỗi khi gặp phải loạn thế liền có người có đôi mắt màu vàng và bạc xuất hiện. Tay trái khống chế hư không, bàn tay phải khống chế thời gian, hoặc là bình định, hoặc là hoàn toàn chôn vùi thời loạn thế này. Hổ nữ nói, chương 2176, kỷ vô danh đến. Lăng Hàn kinh ngạc, nói, nói cách khác, người như vậy trời sinh có thể điều khiển thời gian và lực không gian. Đúng là như vậy, hổ nữ gật đầu, nhưng lại thả lỏng tay. Nữ cũng không biết quá rõ ràng, cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện. Điều này khiến cho nữ rất khổ não, nhu yêu nữ lại hâm mộ nhìn hổ nữ, đây chính là ký ức truyền thừa. Nắm giữ ký ức của một vị thăng nguyên thậm chí là tiên vương, cũng chính là nắm giữ dấu vết của một vị đại năng vô thượng tu luyện quả thực chính là giống như bay lên. Cơ bản sẽ không xuất hiện bình cảnh của cảnh giới gì cả. Rất tốt chính là, có thể hưởng thụ lĩnh ngộ mộ của một vị đại năng võ đạo, nhưng bản thân lại có thể giữ vững tính độc lập, nhân cách hoàn chỉnh đây mới là chỗ tốt nhất giống như có vài người nhận được kỳ ngộ, thu được ký ức của một vị đại năng lưu lại. Trong đó cũng có dấu vết của võ đạo, nhưng đồng thời cũng có kinh nghiệm từng trải trong đời của vị đại năng kia. Những từng trải vô cùng vô tận này trào lên, rất dễ khiến người ta lẫn lộn, không phân rõ được ký ức này rốt cuộc là thuộc về ai. Như vậy thì khả năng xuất hiện tình cảnh tính tình đại biến. lang Hàn lại liếc mắt nhìn dị, trong thời điểm chiến đấu kịch liệt trước đó, đối phương cũng không có sử dụng tới hai đạo quy tắc không gian và thời gian. Hiển nhiên, trước đó dị còn không có ở trạng thái chiến đấu mạnh nhất khóe miệng lăng hàn cong lên lộ ra một nụ cười hắn cũng không toàn lực ứng phó một con át chủ bài cũng không có để lộ ra hy vọng rất nhanh có thể tái chiến hơn nữa còn là cuộc chiến toàn lực đánh vui vẻ bên kia hai mắt mã đồng quang lại nhìn đăm đăm hai chân run lên hắn vốn định sau khi tiến vào dương hồn hải tìm một cơ hội giết chết lăng hàn nhưng sau khi nhìn thấy lăng hàn cùng dị đánh một trận hắn tất nhiên bỏ đi ý niệm này ai giết ai chứ đừng nói lăng hàn cùng hổ nữ nữ hoàng chưa chắc sẽ tách nhau ra cho dù có tách ra hắn có thể đánh thắng được lăng hàn sao đó chính là đâm đầu vào chỗ chết hắn không khỏi mất hồn mất vía thân sắc đều dại ra nhớ kỹ hắn là đan võ song tu đan võ song tuyệt cho dù ở trong tây tiên vực nhân tài đông đúc cũng không có mấy người có thể sánh vai cùng hắn nhưng nay hắn chạy đến đông tiên vực gần như mỗi người hắn gặp phải đều vượt qua hắn thực lực võ đạo mạnh hơn hắn mà ở trên đan đạo người ta còn chưa có trở thành đan sư tứ tinh liền được tôn trọng gọi là đại sư có thể thấy được thiên phú ở trên phương diện đan đạo điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mát sát ý cũng tràn lan chưa trừ diệt được lăng hàn hắn ăn ngủ không yên hiện tại không diệt trừ được không có vấn đề gì quay về tây tiên vực sẽ diệt trừ nơi đó lại là địa bàn của hắn cái gì đế giả thực lực mạnh mẽ nhất ngay cả thiên hồn cũng không thể giết được sao? Không có vấn đề gì, Tây Tiên vực còn thiếu cường giả cấp tiên phủ, thăng nguyên sao? Hắn chỉ cần đưa ra điều kiện đủ tốt, bảo đảm sẽ có người thay hắn ra tay giết chết Lăng Hàn. Nhẫn, hiện tại cứ chờ Dương Hồn Hải mở ra, đợi đột phá Dương Hồn, quay trở về Tây Tiên vực. Đến lúc đó Lăng Hàn là vật nằm trong lòng bàn tay của hắn. Xem ta có đùa chết ngươi hay không? Lăng Hàn từ phía xa đảo mắt nhìn qua, trong lòng thầm cười lạnh. Xem ra chắc hẳn phải giải quyết người này, để tránh hắn gây ra phiền toái. Ừ, hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng không thoải mái. Hắn đưa mắt nhìn về phía một phương hướng, cùng lúc đó, nữ hoàng, hổ nữ cũng gần như đồng thời đứng lên. Bên kia, dị chợt mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng màu vàng và một đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, giống như có thể nhìn tới điểm tận cùng của tiên vực. Đại nhân, thư nhã dùng phóng người nhảy ra, nửa quỳ xuống tới, cung kính vô cùng. Một nam tử mặc y phục màu trắng tung bay xuất hiện, thần sắc tiêu sái vô cùng, xuất trần, thoát tục. Kỳ vô danh, dòng tử lăng hàn thoáng lộ ra vẻ căng thẳng. So với trước đây, kỳ vô danh hiện tại đã cường đại hơn rất nhiều, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào phỏng đoán được. Dị cường đại là đường hoàng, giống như một ngọn lửa cháy mạnh, muốn đốt thiên, muốn đốt địa. Nhưng kỳ vô danh lại là nội liễm, vừa mới nhìn qua, hắn không hề có chỗ nào thần kỳ. Nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần sẽ càng cảm giác được hắn đáng sợ hắn chính là một biển rộng sâu không thấy đáy không có ai biết hắn mạnh tới mức nào có thể cường đại đến mức nào kỷ vô danh quay sang nhìn thư nhã dung mỉm cười giơ tay lên một cái lúc này thư nhã dung mới đứng lên cung kính đứng ở phía sau hắn giống như một thị nữ không nói một cách thỏa đáng phải nói là một vệ sĩ của hắn giống như binh sĩ đang bảo vệ người cầm đầu của mình nhưng đường đường là tiên vương lại có thể làm vệ sĩ có cuộc chiến đấu gì cần Tiên Vương phải lên sân khấu? Ngay cả Tiên Vương thất trọng cũng chỉ có thể trở thành binh sĩ. Con mắt kỳ vô danh nhìn qua, trước tiên hắn dừng ở trên người lăng hàn một hồi, sau đó lại nhìn thấy được gì. Nhất là sau khi phát hiện đôi mắt một vàng một bạc của dị, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, thoáng lộ ra một vẻ tươi cười, giống như người thợ săn theo dõi con mồi của mình. Ở trên người lăng hàn có bảo vật hắn cần, mà ở trên người dị lại có huyết mạch hắn cần. Hai người kia hắn đều muốn thu ngươi nhìn ta như vậy khiến cho ta rất không thoải mái dị mở miệng nói trực tiếp khiêu khích về phía kỷ vô danh thì tính sao kỷ vô danh cười nói đánh nát ngươi thân hình dị lóe lên trên tảng đá lớn liền chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh hắn đã lướt qua xuất hiện ở trước người kỷ vô danh một quyền lại đánh tới kỷ vô danh ra tay rất tùy ý cắt qua mạch môn của dị tất cả những điều này nhìn như thật chậm lại tới trước nắm đấm của dị đúng là đi sau tới trước. a à, lực thời gian, dị phát ra một tiếng kêu khẽ đầy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hắn liền cười lạnh, người nghĩ rằng chỉ có người mới nắm giữ lực thời gian thôi sao. Trong đồng tử màu vàng của hắn phóng ra tia sáng kỳ dị cường đại. Có vô số tinh thể sinh ra, nhưng trong nháy mắt nổ mạnh, tiêu vong. Toàn thân hắn đều giống như hóa thành ảo ảnh, rõ ràng hắn đứng ở nơi đó lại không thuộc về thời không này. Vèo vèo vèo, hết dị này tới dị khác xuất hiện trong nháy mắt lại xuất hiện người mấy người, mỗi một người đều ra quyền, đánh về phía kỷ vô danh. chương 2177, Dương Hồn Hải mở ra. Rút ra quá khứ tương lai của mình, liên thủ với hiện tại sao? Kỷ vô danh có thêm vài phần hứng thú nói, người nắm giữ đôi mắt hủy diệt quả nhiên không đơn giản, ngay cả lực cấm kỵ như vậy cũng có thể nắm giữ. Một người đã đủ đáng sợ, hiện tại còn có mười mấy, hơn nữa, mỗi một người đều chân thật, nhưng ngoại trừ ta của hiện tại ra, những ta khác lại không thuộc về thời không này, không có cách nào giết chết. Đây gần như là không có cách nào giải được, Kỳ vô danh giống như đang giải thích, nói là khó giải, nhưng hắn lại là không hề có biểu tình vướng tay chân, mà điểm ra một chỉ. Ầm, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, tất cả đều biến mất không tồn tại, chỉ còn lại có một chỉ như thế phá vỡ thiên địa, dường như mở thiên, bổ địa, mang theo tang thương của vạn cổ. Lực thời gian của ngươi quả thực rất lợi hại, gần như là không có cách nào giải được. Nhưng một chỉ này của ta lại có thể khai thiên bổ địa, sáng lập thế giới. Trước phải có thế giới mới có khả năng hình thành quy tắc. Như vậy, một chỉ này của ta liền ở trình độ nghiền ép lực thời gian. Ầm, um, một chỉ vừa điểm ra, thân hình của mười mấy dị nhất thời đều chập chờn, sau đó biến mất, chỉ còn lại giữ lại một thân hình. Đồng tử Lăng Hàn không khỏi co lại, kỳ vô danh quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa mạnh hơn cũng không phải là nhỏ. Hiện tại nếu để cho hắn cùng với đối phương giao đấu, Sợ rằng khả năng hắn rơi vào hạ phong sẽ cao hơn một chút. Chỉ là rơi vào hạ phong, nhưng lấy thể phách của hắn mạnh mẽ, khả năng khôi phục biến thái, chỉ cần vẫn có thể chiến đấu tiếp, như vậy người cười đến cuối cùng nhất định là hắn mà không phải Kỷ Vô Danh. Dị có phần sướng sờ, sau đó đôi mắt vàng bạc sáng ngời, hóa thành hai mặt trời nhỏ. Ý chí chiến đấu của hắn giống như ca vang, lại xông về phía Kỷ Vô Danh. Lần này, trong lúc hắn giơ tay lên, có vô số đạo lưỡi dao không khí bay ra một tay nắm thời gian trong tay một tay kia lại khống chế không gian biểu tình của kỷ vô danh không hề biến hóa vẫn là bình tĩnh như vậy một chỉ điểm ra lấy bất biến ứng vạn biến ầm um, một chỉ nhìn ép các lưỡi dao không khí đều nát bấy thực sự là lực tiên thai không tệ ta thu kỷ vô danh gào to một tiếng cuối cùng chủ động ra tay chấn áp về phía dị hắn vừa toàn lực ứng phó như thế dị nhất thời rơi vào hạ phong cái gì tất cả mọi người nhìn thấy lông tơ dựng thẳng, da đầu cũng tê dại từng đợt. Dị có cường đại tới mức nào, mọi người đều thấy rõ. Đánh bại cả hai đại đế La Sinh Nguyên, Thi Bân lại có thể giao đấu cùng Kỷ Vô Danh không được mấy chiêu đã rơi vào hạ phong. Vừa so sánh như thế, có thể thấy được sự biến thái của Kỷ Vô Danh. Lẽ nào Cuồng Nhân thua Kỷ Vô Danh là thật? Thật sự có thể? Hắn cũng quá mạnh mẽ. Thiên hạ tại sao có thể có quái vật đáng sợ như vậy? Tất cả mọi người đều ôm đầu kinh ngạc kêu lên. Điều này đã khiến cho bọn họ nảy sinh nhận thức mới đối với thiên kiêu. Hóa ra có vài người có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Khiến cho đế giả đỉnh cấp cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Chỉ có thư nhã dung lộ ra vẻ mặt ngạo nghế. Vị đại nhân này năm đó chính là tiên vương cửu trọng. Muốn trở thành tiên vương cửu trọng, năm đó ở trảm trần cảnh lại mạnh tới mức nào. Có thể rất khách quan là nói, đừng thấy lăng hàn, dị hiện tại vô cùng cường đại, sau này tất nhiên sẽ trở thành tiên vương nhưng cuối cùng có thể đạt được mấy trọng thiên lại vẫn là một câu đố. Khả năng là tứ ngũ trọng, khả năng là thất bát trọng. Có thể tưởng tượng được, muốn trở thành tiên vương cửu trọng lại đặc biệt khó khăn vô cùng. Có thể nói, kỳ vô danh ở đời trước trong trảm trần đã lại nắm giữ chiến lực giống như lăng hàn, dị hiện tại. Nhưng mấu chốt là, kỳ vô danh lựa chọn chuyển thế trùng tu, lấy kinh nghiệm tiên vương một lần nữa hoàn thành cảnh giới trảm trần này. Như vậy có thể đạt được độ cao thế nào? Không có ai biết, cũng không có ai có thể tưởng tượng được. Dị tự nhiên là người có ý chí kiên cường, đối thủ càng cường đại, độ đàn hồi của hắn cũng càng mạnh, bạo phát ra chiến lực đáng sợ tới kinh người. Hắn rơi vào hạ phong, nhưng kỳ vô danh muốn chân chính đánh bại hắn cũng không phải là chuyện nhất thời có thể làm được. Ầm ầm ầm, Dương Hồn Hải, hoặc nói là cái hồ nhỏ này đột nhiên sôi trào lên, giống như nước đun sôi. Hơn nữa, ban đầu nước vốn có màu xanh lam, nhưng bây giờ lại hiện ra ánh sáng bảy màu. Dương Hồn Hải mở ra, không biết là ai kêu một tiếng. Đây cũng không phải là bí mật gì. Nơi này có ít nhất phân nửa người đã từng tới nơi này. Chỉ là có vài người lần trước không đột phá, có vài người đã hai lần, ba lần không đột phá, có vài người lại là hơn mấy trăm nghìn lần cũng không đột phá. Âm, uhm, kỳ vô danh cùng dị trực tiếp đánh vào trong biển. Cho dù trong nháy mắt đã tiến sâu vào mấy trăm dặm, nhưng thường xuyên có một đạo dư âm của cuộc chiến đấu từ trong đáy nước đánh ra nắm giữ lực sát thương cực lớn đối với các hoàng giả. Đi, Lăng Hàn muốn tiếp tục quan sát cuộc chiến đấu giữa kỷ vô danh cùng dị. Về phương diện khác hắn cũng đã nghe Mã Đồng Quang nói qua. Người tiến vào nơi đây trước sẽ nhận được thu hoạch lớn hơn. Hắn dẫn theo mấy nữ tử, tung người tiến vào trong dương hồn hải. Bên cạnh, nghiêm tiên lộ cũng phóng người nhảy lên một cái. Phía sau hắn lại là Mã Đồng Quang, hắn hơi do dự một chút, sau đó cũng tung người tiến vào lỗ tiên minh cũng lập tức theo vào hắn cũng đã nghe được mã đồng quang nói tiến vào nơi đây trước có thể sẽ nhận được càng nhiều quà tặng của thiên địa nơi này mặc dù được gọi là biển nhưng trên thực tế lại nhỏ đến mức đáng thương nhưng đi xuống hạ du gần nghìn dặm thông đạo này lại trở nên rộng lớn lang hàn phát hiện căn bản không cần mình dùng lực có một mạch nước ngầm mang theo hắn đi xuống dưới nếu không xuất lực chống cự sẽ khiến cho tốc độ của bọn họ trở nên càng lúc càng nhanh nếu như phía dưới đột nhiên xuất hiện chuẩn tiên kim tam tinh hoặc vật cứng rắn khác, như vậy phần lớn người cho dù kích phát ra phòng ngự đến mức tận cùng, cũng lập tức liền bị đụng nát bấy. Hắn mở bàn tay, nắm lấy cả ba nàng, thiên phượng thần nữ đương nhiên đã sớm tiến vào trong hắc tháp. Nàng thậm chí cũng không có đột phá chảm chân, ở chỗ này mạo hiểm không có một chút xíu ý nghĩa nào. chương 2178, Thu hoạch dương hồn thạch thượng. Lại là ba ngày sau, chỉ nghe có tiếng xôn xao truyền đến, sau đó lại là tiếng bịch bịch bọn họ đúng là đã ngã vào trong một biển rộng, đây thật sự là một biển rộng, mênh mông vô bờ. Mà ở trên đỉnh đầu của bọn họ lại là một thác nước, đang dẫn người không ngừng trùng kích xuống. Lối vào dương hồn hải này lại là một cái thác nước. Không có cách nào tưởng tượng được, một cái thác nước không biết dài bao nhiêu dặm, lại nối liền với một không gian lớn vô cùng trong lòng đất. Thiên địa quả nhiên mới là tạo hóa vĩ đại nhất, Lăng Hàn cùng ba nàng đều vận chuyển công pháp, dẫm lên trên mặt biển bọn họ không có cách nào tăng độ cao lên nữa bởi vì chỉ cần chân vừa rời khỏi mặt nước liền sẽ có áp lực đáng sợ kéo tới khiến cho bọn họ rơi vào trong nước đây là dương hồn hải lang hàn phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy có rất nhiều người đã rời bến đạp trên mặt nước một đường chạy vội trong nháy mắt lại biến mất hoàn toàn chỉ là dị và kỳ vô danh đều không thấy đâu cũng không biết bọn họ đã đánh tới chỗ xa hơn hay tạm thời dừng chiến đấu mỗi người đều chạy một hướng trong bầu trời xa xăm một dải ánh sáng nhiều màu hiện ra giống như chiếc cầu hình vòm ở đây không nhìn thấy nguồn sáng lại sáng vô cùng muốn đột phá dương hồn thật ra vô cùng đơn giản chính là ở trong biển rộng này săn giết sinh linh thủy sinh vật ở đây đều sẽ sản xuất một loại là dương hồn thạch dương hồn thạch liền có thể sống nhờ phân hồn đợi khi phá sát ra là được dương hồn dương hồn thạch có độ tinh khiết phân chia lớn nhỏ đương nhiên là càng lớn càng tốt càng tinh khiết càng tốt muốn sống nhờ phân hồn vậy có yêu cầu đối với kích thước và độ thuần khiết của dương hồn thạch không có khả năng cứ bắt được một khối dương hồn thạch là có thể sử dụng nhưng không đủ lớn không đủ tinh khiết vậy làm sao bây giờ không có việc gì có thể tự mình chế luyện luyện hóa mấy khối dương hồn thạch nhỏ thành một khối lớn loại bỏ tạp chất trong đó chuyển hóa thành của quý dĩ nhiên sau khi luyện hóa khẳng định kém hơn so với do tự nhiên hình thành một điểm khác là dương hồn thạch không thể rời khỏi dương hồn hải cho nên đừng nghĩ mang theo người hơn nữa mang theo cũng vô dụng dương hồn ấp trứng cũng cần hoàn cảnh đặc biệt của dương hồn hải tới đi chúng ta bắt đầu săn giết bốn người xuất phát đi về phía sâu bên trong biển rộng trong biển khắp nơi đều có sinh vật bởi vậy cũng không cần chạy đi tới chỗ đặc biệt vậy dĩ nhiên là tùy ý muốn đi đâu liền đi đó chỉ là qua một hồi liền thấy màu sắc trong biển đột nhiên có biến hóa ban đầu nó vốn là màu xanh lam nhưng bây giờ lại biến thành màu tím nhìn kỹ một chút, đó cũng không phải nước biển đổi màu. Mà có một đàn cá tới, những con cá này rất quái lạ, chúng có cái mùi dài thật dài, giống như con voi, phải lại vô cùng dày, giống như da cá sấu. Nữ tới, hổ nữ sông tới, ầm, một quyền đánh ra, nhất thời bọt nước bắn lên khắp bầu trời. Trên mặt biển nhất thời xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Những con cá chấn kinh, đều quay đầu bơi về hướng hạ du lại một lần chớp mắt như vậy thôi nước biển màu tím lập tức lại trở về màu xanh lam một đòn này của hổ nữ lại có thể uổng phí công phu thật kỳ quái lấy thực lực của hổ nữ một đòn này đánh xuống thế nào cũng phải chết mấy nghìn mấy vạn con cá nhưng bây giờ đừng nói là chết một con cho dù là tổn thương một con cũng không có trong đầu lăng hàn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi mỗi một chi tiết đều hiện lên trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì sau khi hổ nữ đánh ra một quyền này cả mặt biển tiếp nhận lực lượng của nàng, nhanh chóng mở rộng về phía bốn phương tám hướng và sâu dưới đáy biển. Bởi vậy, cho dù hổ nữ chính là đế giả ngũ trảm đỉnh phong, nhưng một quyền xuống lại chỉ đánh ra phạm vi trăm trượng. Lỗ thùng sâu ba mươi mấy trượng, nhưng ngay cả một con cá cũng không có giết chết. Nước, trí nhu, lang hàn không khỏi giống như đi vào cõi thần tiên, nước nắm giữ đặc tính như vậy. Như vậy quy tắc hệ thủy có phải cũng có thể vận dụng như vậy hay không? Oa a a, cá của nữ, nữ muốn ăn cá hổ nữ tức giận đến kêu to, ở trong mắt nàng, đột phá dương hồn chỉ là chuyện tùy tùy tiện tiện. Có thể ăn cơm lại là chuyện lớn hàng đầu, mỗi ngày đều muốn ăn, lúc nào cũng đều phải ăn. Tìm một chút, lang hàn cười nói, bọn họ tiếp tục đi tới, chỉ một lúc sau, phía trước lại xuất hiện một bầy cá. Lang hàn khép ngón tay lại làm kiếm, veo, chính là một đạo kiếm quang đánh tới, một kiếm này nhìn như tùy ý, lại dùng tới kiếm ý của diệt thiên cửu kiếm. Lấy quy tắc xiết chóc làm cơ sở, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Om kiếm quang chém đến, lại làm phía trên mặt biển dâng lên sóng chấn động vô tận. Con cá, vẫn một con cũng không chết. a à, ngay cả kiếm khí sắc bén cũng có không cách nào chém vào trong biển rộng. Xem ra, phải đi vào trong biển mới có khả năng săn giết những thủy sinh vật này. Lăng Hàn nói, ra tay ở trên mặt biển, lực phá hoại sẽ bị biển rộng hấp thu. Toàn bộ biển này giống như một tấm lá chắn. Ba nàng gật đầu, mọi người dẫm lên mặt nước, tiến vào trong nước biển. Bọn họ tiếp tục đi tới, không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một đàn cá cực lớn. Mỗi một con cá đều đốm nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp. Bốn người đồng thời ra tay về phía đàn cá, lần này, nước biển không tiếp tục che chở cho đàn cá nữa. Ở dưới sự liên thủ của bốn đại cường giả, đàn cá rất nhanh đã bị giết sạch sẽ. Ăn cá nướng, ăn cá nướng, hổ nữ vui vẻ nói, có rất ít người có thể từ chối được yêu cầu của nàng. Lăng Hàn mỉm cười, cùng ba nàng tiến vào hắc tháp, bắt đầu nướng. Đừng nói là hổ nữ, trên thực tế hắn cũng là một giả hỏa ham ăn. Thấy thứ mới mẻ tuyệt đối không phải là muốn nghiên cứu một chút, mà là muốn ăn một ngụm, nếm thử tư vị thế nào. Rất nhanh, mùi thơm bay ra, khiến cho bốn người đồng thời hết mũi lên người. Hổ nữ còn chảy cả nước miếng, hai tay mỗi tay nắm chặt một đôi đũa. Rõ ràng muốn dùng cả hai tay để múa, ăn vui vẻ. Đến đây đi, bốn người bắt đầu chia thức ăn vừa mới bắt đầu ăn một miếng, chỉ cảm thấy thịt cá vào miệng liền tan đi, ngon đến mức không có cách nào hình dung. Ăn ngon, ăn ngon thật, quả thực là ăn ngon, bốn người ăn tới vui vẻ quên cả trời đất, mà sau khi giải quyết xong phần thịt cá, có thể thấy ở vị trí đầu con cá có một viên đá nhỏ, còn nhỏ hơn so với hạt gạo. Chương 2179, thu hoạch dương hồn thạch hạ. Đây là dương hồn thạch, bọn họ ăn chỉ ít chừng trăm con cá, nhưng dương hồn thạch gom lại một chỗ lại còn không bằng một hạt lạc muốn sống nhờ phân hồn, chỉ ít dương hồn thạch cũng phải lớn bằng nắm tay mới được. Hơn nữa, còn là cả một khối, không có khả năng là chất đống thành. Tuy rằng chúng còn có thể luyện hóa tinh luyện, nhưng bản thân cũng chỉ có nhỏ như vậy. Sau khi luyện hóa chắc hẳn không còn, có thêm nữa cũng sẽ không có thay đổi gì. Cho nên nói, loại dương hồn thạch giống như vậy chính là đá bỏ đi, không có một chút xíu ý nghĩa nào. Tiếp tục, bốn người đi tới, tuy rằng lại gặp phải vài đàn cá, nhưng chỉ khiến cho hổ nữ ăn no có lộc ăn mà thôi. Bọn họ nhận được dương hồn thạch đều nhỏ đến mức đáng thương. Một tháng tiếp theo, bọn họ một đường gặp mấy đàn cá cũng không có nửa điểm biến hóa. Tất cả đều như vậy, xem ra, trên mặt biển rất khó có được dương hồn thạch tốt. Chỉ có thể đi xuống, Lăng Hàn nói, vậy chúng ta đi xuống ngay đi. Bọn họ bơi về phía đáy biển, sau khi bơi gần nửa ngày, phía trước xuất hiện một con bạch tuộc cực lớn, toàn thân màu xanh, trong suốt mỗi một cái xúc tu đều dài đến trăm trượng, tám chân nó mở ra, lay động ở trong nước biển. Đây cũng là một con lớn, lăng hàn xông ra ngoài, muốn giơ tay lên, đánh ra một đạo kiếm giết chóc. Không giống như đàn cá trước đó chỉ biết chạy thoát thân. Gia hỏa kia lập tức di chuyển một cái xúc tu lên chống đỡ qua. Nhưng chỉ vừa đụng đến kiếm quang, xúc tu liền bị chém đứt. Máu màu xanh nhất thời tản ra, nhưng uy lực một kiếm này của lăng hàn cũng bị ngăn cản đầu con bạch tuộc chợt phồng lên hình như đang tức giận vút một cái xúc tu thật dài đánh qua dẫn động quy tắc hệ thủy uy lực ngập trời lang hàn cười ha ha một tiếng đưa quyền lên đón nhận đồng dạng dẫn động quy tắc hệ thủy đây chính là một trong ba quy tắc lớn hiện tại hắn nắm giữ sâu nhất trong tiếng đánh nổ sóng nước điên cuồng phun ra nhưng biển rộng này thần kỳ vô cùng mỗi giọt nước đều có thể chia sẻ công kích bởi vậy chỉ là có chút dư âm nhộn nhạo mà thôi cấp bậc âm hồn Lăng Hàn đưa ra phán đoán, chỉ có điều, mạnh mẽ hơn nếu so với âm hồn bình thường. Có thể lấy ra quy tắc hệ thủy trong biển rộng này, tiêu hao phần lớn công kích. Chiến lực của bản thân lại không tính là gì. Ở trong biển rộng này giao chiến, lại tương đương với con bạch tuộc lớn này nắm giữ thể phách của Lăng Hàn. Bởi vậy cho dù chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng muốn giết chết nó, khó khăn. Khó hơn nữa cũng phải giết, ba nàng đều ra tay, như yêu nữ chỉ tham gia tượng trưng mà thôi tứ chạm hoàng giả làm sao có thể là đối thủ của con bạch tuộc này lăng hàn bừng tỉnh thảo nào phân hồn bước này khó có thể đột phá được như vậy bởi vì đối thủ như con bạch tuộc lớn này chỉ có đế giả mới có thể đối phó nhưng trong một thiên vực lại có mấy đế giả phần lớn mọi người chỉ có thể giết giết những con cá nhỏ gì đó tích tiểu thành đại nếu như còn chưa đủ nhiều vậy thì đồng nghĩa với đi tới một chuyến vô ích cần chờ làn mở ra tiếp theo con bạch tuộc này quả thực khó giết nhưng nó không chịu nổi lăng hàn nữ hoàng hổ nữ đều tu luyện quy tắc giết chóc còn nắm giữ diệt thiên cửu kiếm lực phá hoại này quá mạnh mẽ ba người liên thủ liền chém con bạch tuộc lớn này thành mảnh nhỏ hổ nữ vui vẻ thu con bạch tuộc vào đây chính là thức ăn ngon lăng hàn lại tìm được một dương hồn thạch không tệ có kích thước lớn bằng nắm tay ánh sáng màu vàng có thể dung nạp phân hồn lăng hàn gật đầu đặt thạch đầu ở trong tay chuyển một tia thức hải vào chợt hắn cảm thấy có một loại kích động thần hồn muốn xuất khiếu dương hồn thạch có thể coi như là loại thức hải khác vô số năm trôi qua mọi người tự nhiên đã sớm tổng kết ra quy tắc dương hồn thạch có thể thành công dung nạp phân hồn ít nhất phải lớn bằng nắm tay đồng thời còn phải tỏa ra ánh sáng màu vàng nếu như không đạt được tiêu chuẩn này vậy cần dung hợp càng nhiều dương hồn thạch để tiến hành luyện hóa tinh luyện chỉ có điều dương hồn thạch càng lớn càng tốt điều này trực tiếp quyết định thực lực của võ giả ở trong phân hồn cảnh cho nên nhất định phải thận trọng hoàn toàn không nên nóng vội thấy một khối có thể sử dụng liền dùng là không được. Lăng Hàn thu khối dương hồn thạch này vào, chiến lực của nhóm người bọn họ quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thu được dương hồn thạch càng nhiều hơn, lớn hơn nữa, càng tinh khiết hơn nữa. Bọn họ tiếp tục đi xuống phía dưới, thỉnh thoảng bọn họ lại gặp phải sinh vật biển cùng loại với bạch tuộc, cần một phen khổ chiến mới có khả năng bắt được, cống hiến ra cho bọn họ một khối dương hồn thạch. Lăng Hàn vẫn nhân lúc rảnh rỗi luyện hóa dương hồn thạch sau khi hắn dung hợp 100 khối dương hồn thạch màu vàng, đá tinh luyện đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Ánh sáng màu lại có phương hướng phát triển về phía màu xanh lục. Hắn dung hợp dương hồn thạch càng nhiều, đá tinh luyện lại càng xám ngắt. Khi hắn dung hợp tròn 200 khối dương hồn thạch, đá tinh luyện lại biến thành màu xanh lục tinh khiết. Phẩm chất lại tiến thêm một bước. Theo tư liệu Lăng Hàn nhận được, dương hồn thạch phân chia ra 7 cấp bậc. Từ thấp đến cao phân ra các màu khác: màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tràm và màu tím. Nói cách khác, phải đạt được đẳng cấp thứ ba, như vậy mới có thể dung nạp phân hồn. Bằng không dương hồn thạch ở trong quá trình ấp trứng sẽ vỡ nát. Vậy việc trùng kích phân hồn cảnh tất nhiên là kết thúc trong sự thất bại. Thảo nào đột phá phân hồn khó khăn như vậy, bởi vì cần chém giết sinh linh cường đại giống như con bạch tuộc lớn. Đây chính là tồn tại cấp bậc âm hồn, cho dù là tứ trảm hoàng giả gặp được cũng chỉ có sợ hãi. Cho nên ngoại trừ đế giả ra, cũng chỉ có thể giết cá nhỏ, tích tiểu thành đại, khiến cho việc đột phá dương hồn trở nên đặc biệt khó khăn vô cùng. Sau khi dương hồn hải mở ra, sẽ kéo dài một khoảng thời gian rất dài mới có thể đóng lại. Nhưng cũng chỉ có mấy trăm năm mà thôi, thời gian lại không cố định, thời gian ngắn nhất chỉ rằng có hơn 100 năm, dài nhất lại đạt tới 700 năm. Nếu ở trong vòng trăm năm nhận được dương hồn thạch màu vàng, điều này lại đặc biệt khó khăn. Bốn người tiếp tục đi về phía đáy biển, hiển nhiên, càng tiến vào sâu bên trong biển rộng, sinh vật gặp phải lại càng cường đại dương hồn thạch nhận được cũng lại càng lớn hơn độ tinh khiết cao hơn